chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Ông lão nhất thời ngẩn ngơ, quạt hương bổ vỗ mạnh xuống đùi, vô cùng đau đớn kêu lên. Nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi, người đàn ông trung niên một lần trước thấy tôn trưởng lão ảo não như thế, vẫn là thời điểm lão chơi cổ phiếu. Ông lão trầm mặc một lát, nói, tôi nhớ, quản sự khu khang dương thành phố thùng Hải tên Viên Đình, thông báo xuống, chuyện này đừng truyền ra ngoài. Nếu không cái mặt già của tôi đặt vào đâu, nhưng mà, nhưng mà cái gì, người đàn ông trung niên vừa định trả lời, điện thoại di động trong túi vang lên, hắn lấy ra nhìn qua, nói. Điện thoại của trưởng lão Hắc Sơn, tiếp, điện thoại kết nối, ông lão vừa cầm điện thoại di động, đầu kia đã là một tiếng rít gào. Lão Tôn, ông làm cái gì? Tự mang phó bản đường hầm xà linh tặng ra thì thôi, ông thế mà còn đáp ứng phó thanh dương không cần thần giả du kia, ông có biết mình phạm vào sai lầm lớn bao nhiêu không? Tôn trưởng lão dại ra một giây, vì sao lão tiểu tử nhà ông cũng biết? Ông quản tôi làm sao biết được, Ông có biết thái nhất môn đã bao lâu chưa mời chào được thần giả du thiên phú chắc tuyệt không? Ông đây bây giờ phải đi chỗ môn chủ cáo trạng. Điện thoại cúc máy, trên chán tôn trưởng lão gân xanh giật giật. Lúc này, điện thoại lại vang, người đàn ông trung niên nhìn qua. Trưởng lão Hồng Anh, tiếp đi, chú tôn, cháu nghe nói đường hầm xà linh bị vượt qua rồi. Thần giả du kia, chú chỉ tên nói họ không cần. Chú tôn, chú như vậy là phải tạ tội. Tôn trưởng lão, nghe nói ông từ chối một thần giả du thiên tài ngoài cửa đồ khốn kiếp! từ khi nào đến lượt ngươi một tên chấp sự khởi binh vấn tội? a, à, tôn trưởng lão chớ hiểu lầm, tôi chỉ là tò mò. tôn trưởng lão, nghe nói ông, cút! trong vài phút nhận được năm sáu cuộc điện thoại, người trung niên đồ đen yên lặng nhìn tôn trưởng lão. một lần trước ông thất thố như thế là đầu cơ cổ phiếu thêm đòn bẩy. tôn trưởng lão hít sâu một hơi tiếp tục đề tài trước đó, hỏi cậu vừa rồi nhưng mà cái gì? người trung niên do dự một phen, viên đình đã biết liền ý nghĩa mọi người đều đã biết huyết áp tôn trưởng lão nhất thời tăng vọt tiếng chuông điện thoại di động một lần nữa vang lên tôn trưởng lão đang muốn tắt máy thấy người gọi tới là phó thanh dương chậm rãi thở ra bình ổn cảm xúc nhận cuộc gọi thằng nhóc thối cậu cũng gọi điện thoại chê cười ông lão chê cười ông trong điện thoại di động truyền đến giọng nói lạnh nhạt cắn chữ rõ ràng tôi sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy tôi là đến trả nhân tình báo cáo hướng dẫn chiến lược miếu sơn thần đã viết xong tôi gửi đến hòm thư của ngài. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi cho rằng, phần tình báo này, đối với thái nhất môn các người mà nói hẳn là rất quan trọng. Tôn trưởng lão nhất thời nổi lên hứng thú, vội vàng dập điện thoại, nhìn về phía người đàn ông trung niên, hòm thư mở như thế nào. Người đàn ông trung niên im lặng tiếp nhận điện thoại di động, đăng nhập hòm thư, mở văn kiện, sau đó yên lặng đưa trở về. Tôn trưởng lão nheo mắt, đọc nội dung từng câu từng chữ. Ông đọc rất bình tĩnh, vẻ mặt không thấy gợn sóng, đối với linh cảnh hành giả cấp trưởng lão mà nói, linh cảnh cấp bậc thí luyện, thuần túy là trò trẻ con. Nhưng khi ông nhìn thấy tin tức tam đạo sơn nương nương sống lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kẻ tôn trưởng lão từ trên xích đu nhảy bật dậy, vẻ mặt chăm chú. Trưởng lão, người đàn ông trung niên vẻ mặt ngạc nhiên, nhật su thần cổ đại thức tỉnh rồi. Tôn trưởng lão trong ngưng trọng sen lẫn lo lắng, hóa thân một luồng ánh sáng màu vàng, chui vào bầu trời, biến mất không thấy. Đó là phương hướng chỗ ở của môn chủ căn nhà nhỏ hai tầng, Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn làm việc thuộc về mình, thuần thục mở ra máy tính, dựa theo quan nhã chỉ đạo, mở ra diễn đàn nội bộ tổ chức chính phủ ngũ hành minh, lần lượt xem mấy bài đăng được ghi. Đều là tư liệu thế giới linh cảnh cơ bản nhất, hắn đầu tiên tìm đọc loại hình linh cảnh, giống với Lý Đông Trạch nói, linh cảnh được phân chia làm loại hình một người cùng loại hình nhiều người, loại hình một người bình thường sẽ chỉ xuất hiện linh cảnh thuộc về riêng nghề đó, ví dụ như linh cảnh một người siêu phàm cảnh của thần dạ du là ngoại tộc Loại hình nhiều người chia ra hai loại, một loại là tổ đội đối kháng, một loại là tổ đội mạo hiểm. Cái trước là linh cảnh hành giả ở trong linh cảnh đặc thù đối kháng nhau, cái sau đối mặt là nguy hiểm trong linh cảnh, có khi là loại hình tử vong, có khi là loại hình không tử vong. Loại hình không tử vong cơ chế trừng phạt là trừ điểm kinh nghiệm. Mặt khác, linh cảnh nhiều người cảnh tượng nhiều chủng loại, cách chơi cũng không giống nhau. Chương 55, hội nghị thần giả du 1. Tiếp theo hắn bắt đầu đọc bài đăng phân chia cấp bậc, bài đăng này cực kỳ đơn giản, nội dung là Giai đoạn siêu phàm cấp 13, giai đoạn thánh giả cấp 46, ghi chú, giai đoạn sau thánh giả, mời click đường link phía dưới. Trương Nguyên Thanh click đường link, kết quả nhắc nhở quyền hạn không đủ. Ghét nhất chó quyền hạn, hắn không cam lòng lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ xem bài đăng khác. Bách khoa toàn thư nghề nghiệp linh cảnh hành giả, nghề nghiệp chính thống, thần dạ du, thám báo, mộc yêu, thủy quỷ, hỏa sư, thổ quái, nhạc sĩ, học sĩ. Nghề nghiệp tà ác, mê hoặc trị yêu, vu cổ sư, ảo thuật sư. Nếu nhớ không lầm, vương thái chính là học sĩ, nhạc sĩ lại là nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp tà ác chỉ có ba loại, khó trách quan nhã nói tổ chức chính phủ mới là thợ săn. Ánh mắt trương nguyên thanh rời xuống, thấy được nội dung làm người ta kinh ngạc. Ghi chú tuần tra nghề nghiệp nước ngoài, mời click đường link phía dưới. Không có gì bất ngờ, hắn không đủ quyền hạn nước ngoài cũng có linh cảnh hành giả, có nghề nghiệp khác với chúng ta sao? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía cái ót quan nhã phía trước. Cái này con mẹ nó còn chia quốc phục cùng ngoại phục. Lão ti cơ xoay đầu lại, cười nói, cậu vì sao sẽ cảm thấy chỉ có quốc gia chúng ta là đặc thù? Cái này, Trương Nguyên Thanh thế mà không có lời nào để chống đỡ. Hắn không thể không lần nữa sửa chữ hiểu biết đối với linh cảnh. Nếu phạm vi linh cảnh bao trùm là toàn cầu, nếu nước ngoài có linh cảnh hành giả khác, nghề nghiệp khác, như vậy kết cấu thế giới linh cảnh, mặc kệ là phó bản hay hiện thực, đều phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Linh cảnh hành giả ý thức lãnh địa rất mạnh, giữa tổ chức chính phủ các quốc gia gần như sẽ không lui tới, trừ đả kích tổ chức tà ác. Cho nên cậu tạm thời không cần đi quản linh cảnh hành giả nước ngoài, đây không phải điều cậu một tên siêu phàm cảnh cần suy xét. Quan Nhã nói, Trương Nguyên thanh ừm một tiếng, click mở thần dạ du, bắt đầu xem giới thiệu vắn tắt nghề nghiệp của mình. Thần dạ du, còn cương thái âm, Tinh linh đêm tối, am hiểu ám sát cùng khống chế âm vật, dấu ấn nghề nghiệp là trăng non màu đen, nghề nghiệp số một số 2 trong xếp hạng nghề nghiệp, chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một vị thần Dạ Du đều là thích khách trời sinh, năng lực khống chế âm vật tác làm bọn họ càng thêm khó chơi. Thần Dạ Du là tên nghề nghiệp giai đoạn siêu phàm, sau cấp 3 có thể chuyển chức. Ghi chú, xem xét tên chuyển chức thần Dạ Du, mời click đường link phía dưới. Trương Nguyên thanh click hồi lâu, nhảy ra khung đối thoại quyền hạn không đủ chó quyền hạn chết tiệt hắn suýt nữa chửi ầm lên đợi chút sao cảm giác nơi nào không đúng trương nguyên thanh đột nhiên ngẩn ra một lần nữa đọc giới thiệu phát hiện vấn đề xảy ra ở nơi nào dấu ấn nghề nghiệp là trang non màu đen nhưng ta buổi tối hôm đó rõ ràng nhìn thấy dân ấn trên trán là trang tròn màu đen sao lại thế thẻ nhân vật của mình khác với người khác trương nguyên thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cái ót quan nhã muốn mở miệng hỏi hắn mở miệng ngập ngừng lại chưa thể hỏi ra miệng khác với đám đông, ý nghĩa bất thường. Trước khi biết là tốt hay xấu, không thể nói lung tung khắp nơi. Hơn nữa, nếu diễn đàn không có tin tức tương quan, nói rõ trăng tròn màu đen không phải tầng thấp có thể hiểu biết. Thứ cấp bậc càng cao, đương nhiên càng phải giữ bí mật, đây là đạo lý người thường đều biết. Đặc biệt còn là tay mơ, còn chưa có năng lực cùng kinh nghiệm ứng phó tình huống đột phát. Thẻ nhân vật anh binh tặng mình vì sao khác với thần giả du bình thường. Con mẹ nó tin tức gì cũng không nói với mình, người lại chơi mất tích. Tiếp theo, hắn rời khỏi bài đăng, click khung tìm kiếm của diễn đàn, tính điều tra tình huống miếu tam đạo sơn nương nương. Sau khi nhập vào miếu tam đạo sơn nương nương, hắn đạt được hai nội dung, một phần là hướng dẫn chiến lược phó bản bản ngũ hành minh trước đó từng xem, một phần là giới thiệu về miếu tam đạo sơn nương nương. Miếu tam đạo sơn nương nương, thần miếu tam đạo sơn phủ tùng giang đầu thời minh, tế bái thần linh là tam đạo sơn nương nương, vị nương nương này am hiểu cầu mưa đuổi quỷ, luyện đan chữa bệnh, tạo phúc một phương sau khi tam đạo sơn nương nương vũ hóa thành tiên quan phủ địa phương chủ trì thân hào dân chúng bỏ vốn xây miếu thờ cho bà miếu tam đạo sơn nương nương đã sớm suy bại thiếu mất rất nhiều tư liệu nghiên cứu quý giá trích từ thư viện tùng phủ trích từ thư viện tùng phủ nhìn mấy chữ này sắc mặt trương nguyên thanh dại ra ót cũng toát mồ hôi lạnh tam đạo sơn nương nương miếu là chân thật tồn tại tồn tại trong lịch sử nếu là như vậy vị nương nương kia từng chân thật tồn tại hay không hoặc là nói bản thân cô ta chính là người chân thật tồn tại. Trong linh cảnh sẽ xuất hiện người chân thật tồn tại, chương 56, hội nghị thần giả du 2. Cô ta nếu là người thật, có thể từ trong linh cảnh bỏ ra tới tìm mình hay không? Trương Nguyên Thanh bị ý nghĩ của chính mình dọa, chị quan nhã, tôi có cái vấn đề, chuyện có thể hỏi, hắn chưa bao giờ tự mình thương tổn thần kinh đầu óc. Quan nhã quay đầu. Trương Nguyên Thanh nói cho cô suy đoán của mình đối với Tam Đạo Sơn Nương Nương. Đội trưởng hẳn là từng nói cho cậu, linh cảnh là sen vào giữa chân thật cùng hư ảo. Lão ti cơ nâng lên cái chén, nhấp một ngủ, nói. Rất nhiều cảnh tượng trong linh cảnh, đều là căn cứ vào hiện thực mà tồn tại, ví dụ như hồ chứa nước lâm cảng, khu vui chơi xương thủy các linh cảnh thí luyện thần giả du này đều có thể ở trong hiện thực tìm được địa điểm đối ứng, nhưng trong hiện thực hiển nhiên không có mấy thứ này, bằng không đã sớm loạn rồi. Cho nên, tuy tam đạo sơn nương nương từng thật sự tồn tại, nhưng vị kia mình chứng kiến là linh cảnh hư cấu ra trương nguyên thanh như chút được gánh nặng ba già người cứ ngoan ngoãn ở lại trong linh cảnh đi thủ đô sân bay bắc thủy môn viên đình gầy gò ngồi ở trên ghế tựa rộng rãi của khoang thương gia trang phục nghiêm chỉnh màu đen áo sơ mi màu đen tóc trải cẩn thận tỉ mỉ bộ dạng tinh anh giới làm ăn hắn xuyên qua cửa sổ máy bay nhỏ hẹp quan sát đèn đuốc vạn nhà bên dưới lấp lánh rực rỡ hôm nay vừa mới hướng tổ chức báo cáo tin tức đường hầm xà linh bị vượt qua Đến buổi chiều, hắn đã bị triệu hồi đến thủ đô. Nhưng không liên quan gì tới đường hầm Xà Linh, lần này về thủ đô là thái nhất môn chủ triệu tập thần giả du phân tán ở trong phạm vi cả nước về thủ đô họp. Hội nghỉ cỡ lớn giống như vậy, bình thường sẽ chỉ cử hành ở cuối mỗi năm, bởi vì khi đó thần giả du các nơi cả nước cần tới thủ đô báo cáo công tác. Nếu có ngoại lệ, nhất định là việc lớn, hy vọng không phải tin tức xấu. Viên Đình nhìn ánh đèn thành thị càng lúc càng gần, suy nghĩ ngàn vạn. Máy bay vững vàng hạ cánh, Viên Đình xuống khỏi máy bay, kéo hành lý thẳng đến bãi đỗ xe ngầm tầng 2, ở nơi đó đi lên xe riêng. 40 phút sau, xe riêng đến một khách sạn 5 sao, Viên Đình để hành lý xong, vào thang máy tới phòng họp cỡ lớn tầng đỉnh. Nơi này đang cử hành bữa tiệc, các quý ông quý bà mặc trang phục trường hợp chính thức màu đen, áo khoác màu đen, váy dài màu đen, bưng ly rượu xuyên qua giữa mỹ vị, nâng chén chuyện trò vui vẻ. Ô, viên đại đội trưởng đến rồi. Viên đình mới từ trong khay của nhân viên phục vụ cầm lấy một ly rượu, liền thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen chào đón, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời, đường nét khuôn mặt góc cạnh, dáng người là tam giác ngược tiêu chuẩn. Giản ký, viên đình nhìn bạn tốt nghênh đón, lộ ra mỉm cười, đã lâu không gặp. Mọi người chờ cậu đã lâu, đi đi đi, chào hỏi chút. Giản ký đặt tay lên bả vai viên đình, ôm hắn tới trên bàn tiệc, bàn đã có sáu người ngồi, ba nam ba nữ, những người này đều là thần giả du huấn luyện cùng khóa lúc viên đình mới vào thái nhất môn. Nay mọi người phân tán các nơi, đều đã là nhân vật cấp đội trưởng. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, viên đình thăm dò nói. Lần này môn chủ triệu tập mọi người vào kinh là vì chuyện gì? Dương thiến tóc đuôi ngựa, mặc áo ra váy ra mím môi, thấp giọng nói. Chúng tôi vừa rồi đang bàn luận đề tài này, chỉ biết là cấp bậc giữ bí mật rất cao, ngay cả chấp sự cũng không biết. Cô dáng người thướt tha, tóc gọn gàng, không trang điểm không đeo trang sức oai hùng yên ngang chấp sự cũng không có tư cách biết viên đình khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa giản ký cười nâng ly đợi lát nữa hội nghị bắt đầu tự nhiên sẽ biết bây giờ nghĩ những thứ này vô dụng đúng rồi gần đây có việc gì thú vị không dương thiến tràn đầy ngổ ngáo cười nói chỗ tôi trái lại có một việc thú vị đoạn thời gian trước con trưởng hạ hầu ra vùng duyên hải bị cung chủ chỉ sát cung đánh phế đi nghe nói khi trưởng bối hạ hầu ra chạy tới hiện trường đã sắp không trụ được nữa tuy dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu về, nhưng cũng tổn thương nguyên khí rất lớn, nhắm chừng một đoạn thời gian rất dài không dám ra ngoài, mà nếu sắp tới có nhiệm vụ linh cảnh, vậy hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ sát cung, một bạn học nam nhìn về phía viên đình, nếu nhớ không lầm, đây là tổ chức linh cảnh hành giả khu Tùng Hải, sao lại va chạm với hạ hầu gia? Viên đình lắc đầu nói, người chỉ sát cung tính cách đều rất cực đoan, đặc biệt là vị cung chủ kia, cực kỳ điên cuồng, bọn họ cấu xé với ai cũng không cần bất ngờ. Nhưng thái độ đối với tổ chức chính phủ coi như thân thiện, bình thường cũng an phận. Dương Thiến cảm khái nói, vị cung chủ kia là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, chấp sự cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta, nhân vật như vậy chỉ cần không quá phận, mở một mắt nhắm một mắt là được rồi. Chương 57, hội nghị thần giả Du Ba. Hàn Huyên một lát nữa, giản ký nhìn quanh một vòng, nói, số lượng thần giả Du chúng ta vẫn là quá ít, chỉ có thể nhìn nghề nghiệp khác làm mưa làm gió, đoạt hết nổi bật. Nói tới trong môn chúng ta đã rất nhiều năm chưa xuất hiện một vị thần giả du kinh tài tuyệt diễm. Hạ Lương mặt tròn đáng yêu nói, giọng của cô trong dịu dàng mang chút thanh thúy. Đã nói tới đề tài này, Viên Đình nổi lên hứng thú, nói: "Tôi nơi này trái lại có tin chấn động, có liên quan với thần giả du chúng ta." Người cả bàn nhìn tới, mặt đầy tò mò, còn nhớ rõ đường hầm xà linh chứ? Viên Đình hỏi, "Ừm, um, linh cảnh bắc cấp tân thủ, năm đó Khương Lâm cùng Triệu Khai chính là chết ở bên trong." giản ký khó hiểu hỏi, địa phương quỷ quái này có phải lại chơi chết ai hay không? Từ nay về sau, đường hầm xà linh không còn mạng đầu nữa, bị một thằng nhóc vượt qua rồi. Lời của viên đình tựa như một viên đạn câm, khiến các thần giả du bên cạnh bàn mất tiếng. Cách vài giây, giản ký mờ mịt nói có việc này. Hạ lương trừng lớn mắt, dùng giọng nói giòn tan của cô lớn tiếng nói, viên đình, anh đừng có nói giỡn. Người khác vẻ mặt nghi ngờ, viên đình gật đầu khẳng định, chuyện này đã báo lên trong môn, các người có thể hướng cấp trên của mình hỏi, nếu chỉ là hỏi không xem hướng dẫn chiến lược, chấp sự hẳn là sẽ nói cho các người. Nghi ngờ biến thành tiếng kinh ngạc than thở, vẻ mặt các thần dạ du bên cạnh bàn kinh ngạc cùng kích động. Đây chính là việc lớn đó, người anh em kia châu bò nha, hắn làm như thế nào, địch, tôi bây giờ chỉ muốn xem hướng dẫn chiến lược, không muốn họp nữa. Tỉnh táo đi, quyền hạn của cậu hẳn là không tiếp xúc được. Dương Thiến nhìn chung quanh một phen, hỏi, người mới này gia nhập thái nhất môn rồi sao? có ở thủ đô không viên đình tựa như hứng thú nói chuyện càng đậm hơn lắc đầu tiếc hận nói các người có điều không biết nha gã đó bị người của ngũ hành minh chiêu mộ được rồi phó thanh dương tự mình gọi điện thoại hướng tôn trưởng lão đòi hướng dẫn chiến lược tôn trưởng lão vừa nghe nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh lập tức tỏ vẻ không cần người này lời nói ra như bát nước đổ đi không thu về được ai trưởng lão hồ đồ nha quả thật hồ đồ tôn trưởng lão thế này thế này tôi tức giận đang thảo phạt vị trưởng lão cao cao tại thượng kia, viên đình bỗng thấy một người trung niên đồ đen đi tới, hướng thẳng đến mình, nói. Viên đình, tôn trưởng lão nói, sau khi hội nghị kết thúc, cậu tạm thời đừng đi, đi chỗ ông ấy một chuyến. Vẻ mặt viên đình nháy mắt cứng đờ, bữa tiệc rất nhanh tiếp cận kết thúc, nhân viên phục vụ dọn bàn ăn, rượu nước. Ánh đèn nhu hòa cũng biến thành đèn hội nghị sáng ngời mãnh liệt, các thần giả du cả sảnh đường ngồi ở bên bàn tròn của mình, lặng lẽ chờ đợi, hơn trăm người im lặng không nói tiếng kim rơi có thể nghe thấy trong chờ đợi dài đằng đẵng một ông lão mặc quần áo luyện công màu trắng ở trong sự chờ mong bước vào phòng họp chiều cao của ông tiếp cận 2 mét cực kỳ ngang tàng khuôn mặt không thấy nếp nhăn ánh mắt sắc bén như đao nghi tâm một vầng màu vàng mặt trời tựa như hình xăm nếu không phải đầu đầy tóc bạc tỏ rõ tuổi của ông nhìn qua so với người trẻ tuổi còn phong nhã hào hoa hơn đại trưởng lão thái nhất môn id linh cảnh xích nhật hình quan các thần giả du ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng, cho đủ tôn trọng đối với vị thần giả du mạnh nhất dưới môn chủ này. Xích nhật hình quan nhìn quét đám đông môn nhân bên dưới, chậm rãi nói. Không lâu trước đây, môn chủ cảm ứng được ma quân ngã xuống, họa lớn trong lòng thái nhất môn đã trừ. Nhưng thẻ nhân vật ma quân chưa trở về linh cảnh, không rõ tung tích, kế tiếp, các người cần toàn lực tìm kiếm truyền nhân ma quân. Truyền nhân của hắn có hai đặc thù lớn, dấu ấn nghề nghiệp không phải trăng non, mà là trăng tròn màu đen. Khi thông quan linh cảnh, có được thẻ phần thưởng nhân vật thần dạ du bình thường không có. Thứ hai, trời quang đáng. Ở Tùng Hải nơi như vậy, ra ngoài giờ cao điểm buổi sáng vĩnh viễn là vấn đề làm người ta đau đầu, mặc kệ là cầu vượt hay là mặt đất, tình hình giao thông chật trội làm huyết áp người ta tăng vọt. Dân công sở đi làm bình thường lên tàu điện ngầm, trái lại không có phiền não kẹt xe, nhưng phải chịu khảo nghiệm bốn phía kẹp trả. Trong ánh mặt trời sáng sớm, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai đạp xe đạp chia sẻ sao rong rủi ở đường phố Tùng Hải Phồn Hoa, trong miệng gặm bánh rán trái cây. Hắn dễ dàng vượt qua một chiếc lại một chiếc sedan, xe MPV cùng xe giao thông công cộng, tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi theo tóc mái cùng nhau bay lên. Chương 58, vụ án giết người 1, Tùng Hải Đại học cách nhà bà ngoại 56 cây em, đạp xe chỉ cần 15 phút, cho nên hắn bình thường không ở lại trường. Bởi vì tấn thăng thần dạ du, ngày thường đạp xe đạp đặc biệt mệt, hắn một hơi không ngừng lao thẳng đến cổng trường đại học, móc di động ra xem, chỉ dùng 10 phút. Nếu không phải xe bình điện trên đường xe đạp quá nhiều, hắn còn có thể nhanh hơn. Đại học Tùng Hải sáng lập ở đầu thế kỷ trước, cách ngày nay 120 năm, là học phủ đỉnh cấp cầm cờ đi trước cả nước. Chưa tài nguyên giáo sư chất lượng tốt, hai đặc sắc lớn nhất của Đại học Tùng Hải là danh hoa tự mình tìm chủ nhân tốt, dũng sĩ có gan đấu kiếm. Bà ngoại trước kia cảnh báo gì trẻ, con gái ở trường học phải biết bảo hộ bản thân. Tuổi lớn rồi, lại phải cảnh báo cháu ngoại ở trường học phải bảo vệ tốt bản thân mình. Bà ngoại rất bất mãn đối với thế đạo này. Tiến vào cổng trường, xuyên qua trục chính dựng tượng người sáng lập, hắn dọc theo con đường trồng đầy cây ngô đồng phía bên phải, thong thả đạp xe về phía tòa nhà dạy học. Hoàn cảnh trong học viện lịch sử tao nhã, yên tĩnh, các sinh viên hoặc quay video ngắn hoặc ngồi ở ghế dài ven đường nói chuyện phiếm, hoặc ôm sách giáo khoa vội vàng học cho kịp. Đường rộng rãi sạch sẽ, mặt cỏ xanh hóa, tòa nhà ký túc xá đã có 5 tháng nhìn lướt qua, càng như là tiểu khu yên tĩnh xa hoa nào đó, cảm giác trường học cũng không nặng. Trương Nguyên Thanh dừng xe ở ngoài tòa nhà, đeo túi sách, tiến vào tòa nhà tổng hợp. Tới phòng học hình thang, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua, các sinh viên top 5 top 3 phân tán, không ít bạn học trốn học. Hắn tùy ý chọn một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, liền nghe hai nam sinh phía sau thấp giọng nói chuyện. Tôi mới vừa ở cổng trường nhìn thấy từ doanh doanh, cô ấy lại đợi chờ Sugar Daddy. Nói hưu nói vượt, nữ thần của tôi sao có khả năng bị bao nuôi thật sự mỗi thứ hai đều có đàn ông đến đón cô ấy lái là xe sang mấy chục vạn tôi thứ hai trước đã thấy được nhìn rõ chưa không chừng là đặt xe trên mạng thì sao cậu sẽ hôn môi với tài xế xe taxi đáng giận lúc học cấp ba nữ sinh thích mấy tên học giỏi vào đại học nữ sinh lại thích kẻ có tiền bên ngoài nam sinh bình thường khi nào có thể đứng lên từ doanh doanh là nữ sinh cùng lớp bề ngoài rất đẹp là hoa khôi lớp bọn họ Trương Nguyên Thanh nhịn không được quay đầu, cười trêu, vợ trong ổ cứng có thể giúp cậu đứng lên. Hai nam sinh tựa như không ngờ Trương Nguyên Thanh sẽ sen mồm, ngẩn ra một phen. Trương Nguyên Thanh nhìn bọn họ, nói: "Làm sao vậy? Bạn học nam tên Lý Nhạc Sinh à, một chút, Trương Nguyên Thanh cậu hôm nay gặp được chuyện gì tốt, thế này không giống cậu." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, "Vì sao nói như vậy?" Lý Nhạc Sinh vừa định nói chuyện, giáo viên đeo kính đen, ôm sách vở đi đến, phòng học líu díu lập tức an tĩnh lại khu Khang Dương, khách sạn Mạch Nhạc, Đinh, tầng 16, cửa thang máy mở rộng, Lý Đông Trạch mặc đồ chính thức phối hợp ghi lê đen áo sơ mi trắng, chống gậy chống, đi ra khỏi thang máy. Khuôn mặt gầy của hắn răng kín sự ngưng trọng, quan nhã đi theo phía sau. Khách trong cả tầng đều bị dọn sạch, đầu đường thang máy đi thông hành lang kéo dài băng cảnh giới, hai nhân viên chị An canh giữ ở bên cạnh dây cảnh giới. Quan nhã đi cao gót tiến lên, lấy ra giấy chứng nhận ra hiệu một phen. Nhân viên chị An lập tức tránh đường trên hành lang đi thông căn phòng mấy nhân viên chị an mặc đồng phục đang bận rộn hoặc chụp ảnh hoặc thu thập vân tay lông tóc các thứ lý đông trạch lướt qua mọi người tiến vào phòng khách sạn lập tức ngửi thấy một mùi máu tươi ánh mắt hắn đảo qua phòng khách sạn trên giường có hai thi thể nằm đó bị vải trắng che phủ ga giường trắng nõn nhuộm lan ra từng mảng lớn vết máu đỏ sậm lý đông trạch vươn gậy trống vạch vải trắng ra một nam một nữ nằm trên giường khỏa thân hắn trầm mặc một phen giọng trầm thấp quả thật là triệu anh quân quan nhã thì cẩn thận kiểm tra mỗi ngõ ngách trong phòng trong con người tràn ra từng tia từng làn xương trắng sau một lúc lâu nói trong phòng không có dấu vết đánh nhau không có dấu vết con người từng xử lý trong thùng rác chỉ có hai cái bao cao su nhưng bao cao su trong hộp thiếu ba cái nói xong cô có chút thương hại nhìn thoáng qua người bị hại nữ lý đông trạch một lần nữa đậy vải trắng trở về trầm giọng nói quan nhã Cô ở lại chỗ này giúp đỡ nhân viên chị An thu thập vân tay, lông tóc, lấy video theo dõi. Tôi cần liên hệ một fan phó bách phu trưởng cùng với các đội trưởng, có thể cần họp. Quan nhã khẽ gật đầu, lát nữa tôi sẽ mang chi tiết hiện trường, tư liệu nhân vật đồng bộ đến điện thoại di động của anh. Triệu Anh Quân là cố vấn văn phòng cảnh sát đường Tương Thủy, thành viên Bạch Hổ Binh Chúng, thám báo cấp 2. Một thành viên ngũ hành minh bị giết, đây là sự kiện lớn. chương 59, vụ án giết người 2, biệt thự lầu 2, Phòng họp loại nhỏ, phòng họp trang hoàng cực kỳ tinh xảo xa hoa, mặt sàn phủ kín thảm lông dê xốp mềm, ở giữa đặt một cái bàn hội nghị bằng gỗ thịt thật dài. Trên bàn bày đĩa hoa quả tinh xảo đẹp đẽ, miếng chân giò hun khói lấp lánh trong suốt, rượu vang nhập khẩu đắt đỏ, những hộp xì gà cùng với đồ ngọt tinh tế. Cuối bàn hội nghị buông xuống màn chiếu màu trắng, phát một đoạn video theo dõi của khách sạn. Trong video, người đàn ông đầu đội mũ lưới chai cùng đeo khẩu trang từ phương hướng cửa thang máy đi tới đi tới cửa phòng khách, lấy ra thẻ phòng mở cửa, tiến vào phòng. 40 phút sau, người đàn ông từ trong phòng đi ra, hai tay đút túi, cúi đầu rời khỏi. Video kết thúc, Lý Đông chạy ấn nút tạm dừng, nhìn các đội trưởng bên cạnh bàn, nói. Sáng nay nhận được khách sạn báo cảnh sát, nhân viên phục vụ lúc dọn phòng, gõ cửa không mở, liền vào phòng xem xét, kết quả phát hiện hai người đã bị hại. Triệu Anh Quân trước khi chết từng chịu ngược đái, trên người trải rộng vết chém, tay chân có dấu vết bị trói, nhưng vết thương chí mạng là bị vật sắc xuyên qua trái tim. Người chết nữ giới tên Lưu Hiểu Nga cũng là bị vật sắc đâm thủng trái tim, nhưng chưa bị ngược đãi, căn cứ hiện trường thiếu mất bao cao su, chúng tôi hoài nghi cô ấy trước khi chết bị hung thủ làm nhục. Mặt khác, văn phòng cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của hai người, xác nhận Lưu Hiểu Nga là người tình của Triệu Anh Quân. Chúng tôi lấy video giám sát cửa ra vào khác của khách sạn, chưa phát hiện hung thủ là rời khỏi như thế nào, hắn hẳn là có thủ đoạn đặc thù có thể tránh được camera giám sát. Bước đầu phỏng đoán, hung thủ là linh cảnh hành giả. Bên cạnh bàn tổng cộng có 6 người ngồi, ghế đầu là một người trẻ tuổi mặc đồ tây màu trắng, có sự cao ngạo cùng cao quý của công tử thế gia, búi tóc đuôi ngựa ngắn bảnh bao, đường nét khuôn mặt tựa như điêu khắc, anh Tuấn không thể nhìn thẳng. Chỗ trống đầu tiên bên trái, đó là vị trí của Lý Đông Trạch. Bên phải là một cô gái ôm mèo mướp, mặc sườn xám tranh thủy mặc, nét đấy đà cùng quyến rũ của phụ nữ trưởng thành hiền lộ hết không thể nghi ngờ khuôn mặt xinh đẹp bảo dưỡng thích đáng căng mịn trắng nõn, trang điểm trang sức trang nhã, khí chất điềm tĩnh thanh nhã. Bên cạnh cô là người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ, mặc quần áo bảo hộ lao động, làn da ngăm đen thể hiện gió xương của công nhân. Đối diện cô là huấn luyện viên phòng tập thể thao mặc đồ bó sát người, cánh tay trắng kiện có thể so với vòng eo cô gái, mặt mày sắc bén, khi nhìn có một cảm giác hung dữ ập vào mặt. Cuối cùng một cô gái là 27-28 tuổi, mặc quần áo đua xe màu trắng, quần da bó sát, tóc quần màu đen, mặt trái xoan, vừa ngầu vừa bảnh. Năm vị này chính là đội trưởng tiểu đội linh cảnh hành giả khu Khang Dương, còn có mấy người bởi vì các loại nguyên nhân chưa tham dự. Công tử ca đồ tây màu trắng nhìn quanh, con người màu nâu đậm bình thản như hồ nước, thản nhiên nói. Các vị, có ý kiến gì không? Đội trưởng Thanh Đằng, cô nói trước, người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, linh cảnh hành giả bình thường cũng không dám giết người chính phủ chúng ta, có thể là linh cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác làm hay không? Lý Đông Trạch trả lời, còn đang điều tra mối quan hệ gần đây của Triệu Anh Quân. Nếu là linh cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác gây nên, tính nghiêm trọng của sự kiện phải tăng lên một bậc. Hỏa sư đại cơ bá nhướng mày, hùng hồ tức giận, nghề nghiệp tà ác. Lũ chuột thối trong ngương cống này, dám giết người của ngũ hành minh ta, ông đây nhất định khiến hắn trả giá đắt. Người khác sắc mặt ngưng trọng, Bạch Long mặc quần áo đua xe trầm ngâm nói. Chiến lược Triệu Anh Quân như thế nào? lý đông trạch nhìn về phía phó thanh dương phó thanh dương nói có một món đạo cụ phòng ngự nghe vậy sắc mặt bạch long ngưng trọng thám báo cấp hai tuy không sở trường chiến đấu nhưng dưới tình huống có đạo cụ phòng ngự muốn giết hắn không dễ như vậy huống chi là ở dưới tình huống không kinh động khách phòng cách phách chúng ta có thể căn cứ điểm ấy bước đầu phán đoán ra thực lực của hung thủ đường quốc cường ông chủ công ty kiến trúc đội mũ thợ mỏ trầm giọng nói rất mạnh đại cơ bá hử lạnh một tiếng lặp lại lời vừa rồi, rất mạnh lại như thế nào, dám giết người của Ngũ Hành Minh ta, mạnh nữa cũng phải chết. Bạch Long Yên lặng ôm đầu, thầm nhủ lúc bàn việc, có thể đá mấy tên ngu ngốc xích hỏa ban ra ngoài trước hay không. Lý Đông trạch nói, trải qua chúng tôi điều tra, Triệu Anh Quân có rất nhiều người tình, hơn nữa thích bao nuôi nữ sinh viên, chúng tôi đang điều tra từng người tình của hắn. Đại cơ bá nhíu mày nói, vì sao? Chương 60, hung thủ 1, khách sạn Triệu Anh Quân và người tình hẹn hò cũng không cố định hung thủ lại có thể tìm được địa chỉ khách sạn, nắm được số phòng, nói rõ hắn đối với quỹ tích hành động của Triệu Anh Quân có hiểu biết nhất định, hoặc là người quen, hoặc là trải qua theo dõi thời gian dài. Lý Đông Trạch nói, hiểu biết ngươi nhất, vĩnh viễn là cô gái bên gối ngươi, chúng ta có lẽ có thể từ chỗ người tình của Triệu Anh Quân đạt được một ít manh mối. Các đội trưởng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Lý Đông Trạch tiếp tục nói, Triệu Anh Quân trước khi chết từng bị cha hỏi cùng ngược đãi, các vị thử nghĩ một phen, hung thủ tra hỏi là cái gì? hỏi ra cái gì mặc kệ hung thủ là báo thù hay nghề nghiệp tà ác đây đều là vấn đề đáng giá chúng ta thận trọng đối đãi các đội trưởng đang ngồi khẽ biến sắc nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp vẫn luôn là quan hệ như nước với lửa săn giết lẫn nhau truy tung lẫn nhau có thể khiến nghề nghiệp tà ác cảm thấy hứng thú đương nhiên là tin tức thậm chí địa điểm ẩn thân của các linh cảnh hành giả chính phủ mà hung thủ nếu không phải nghề nghiệp tà ác một vị linh cảnh hành giả cường đại mạo hiểm đắc tội tổ chức chính phủ lẻn vào khách sạn tra hỏi giết người, chân tướng sau lưng có lẽ càng thêm phức tạp. Thanh đằng trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh một chút bắt được hung thủ. Đại cơ bá nghe vậy, nhìn chung quanh một lần, nói, viên đình sao chưa tới, để anh ta cắn nuốt linh thể triệu anh quân, thu hoạch ký ức của triệu anh quân, chúng ta liền có thể biết hung thủ là ai. Tầm quan trọng của thần giả du có thể khống chế linh thể nháy mắt nổi bật ra. Phó Thanh Dương lắc lắc đầu, nói, hôm qua, Thái Nhất Môn triệu tập toàn bộ thần giả du chính phủ tới thủ đô bàn việc, viên đình không ở Tùng Hải. Vẻ mặt hắn từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, giống như trời sập xuống cũng sẽ không hoảng. Vào thủ đô bàn việc, trong lòng mấy vị đội trưởng trầm xuống, nếu viên đình không có mặt, thần giả du khu lớn khác khẳng định cũng không có mặt. Thế này có phải quá trùng hợp hay không? Hung thủ sớm không động thủ, muộn không động thủ, cứ chọn ở thời điểm thần giả du tập thể tới thủ đô. Đại cơ bá cả giận nói, thái nhất môn làm sao vậy, sớm không học muộn không học, chọn lúc này chúng ta đã sớm nên bồi dưỡng thần dạ du của mình lý đông trạch bất đắc dĩ nói nhân quả quan hệ bị ngược rồi là hung thủ chọn ở lúc này bỏ đi cái này không quan trọng mọi người không cần lo lắng chúng ta có thần dạ du của mình đúng vậy thiếu chút nữa quên thằng nhóc đó lời của lý đông trạch khiến các đội trưởng nhớ tới trong đội ngũ linh cảnh khu khang dương đã chiêu mộ được một vị thần dạ du không cần hướng thái nhất môn mượn người nữa đại cơ bá lộ vẻ mặt vui mừng lập tức nói, vậy còn chờ cái gì, mau liên hệ thằng nhóc đó, cho nên nói, vẫn là phải bồi dưỡng thần dạ du của mình, thời khắc mấu chốt người một nhà đáng tin nhất. Đội trưởng khác lông mày giãn ra, đại cơ bá nói có lý, tuy thần dạ du của Thái Nhất Môn ở trên chính sự trước giờ rất phối hợp, nhưng Trung Quy là người ngoài, dùng khẳng định không thuận tiện bằng người một nhà. Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Phó Thanh Dương, thấy hắn khẽ gật đầu, lập tức lấy di động, đi ra khỏi phòng họp. Tôi đi liên hệ cậu ta một phen. Kết thúc tiết chuyên ngành buổi sáng, Trương Nguyên Thanh đeo túi sách rời khỏi phòng học, lớp buổi chiều hắn tính trốn, đi nơi làm việc của đội hai tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương một chuyến. Tương lai kết giao quan hệ các trọng tâm, đều cần chuyển rời đến tiểu đội linh cảnh. Trương Nguyên Thanh không phải quá thích trường học, hứng thú đối với học tập cũng không phải quá lớn. Người trẻ tuổi Tùng Hải đều có loại lười nhác từ trong xương tủy, tính sói không đủ, khiếm khuyết có thừa. Trên đời này chỉ có hai loại người sẽ va chạm, một loại là từ nhỏ bồi dưỡng ra thói quen tích cực hướng về phía trước, một loại là cuộc sống bức bách. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc tìm về tinh thần phấn đấu biến mất đã lâu. Thứ nhất là tính mạng bức bách, thứ hai là có thể hoàn thành giấc mơ thiếu niên cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Linh cảnh tràn ngập nguy hiểm cùng quỷ dị, nhưng một khi nếm được ngon ngọt, liền không bao giờ cam tâm làm một người phàm nữa. Tới dưới lầu, đang chuẩn bị đi quẹt thẻ một chiếc xe đạp công cộng, chuông điện thoại di động trong túi vang lên là Lý Đông Trạch gọi tới. Đội trưởng, Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi, cậu bây giờ ở đâu? Lý Đông Trạch tốc độ nói cực nhanh, đi thẳng vào vấn đề. Ở trường học, Đại học Tùng Hải phải không? Tôi bây giờ bảo quan nhã tới đón cậu. Đón tôi, Trương Nguyên Thanh nghe ra sự vội vàng trong giọng nói Lý Đông Trạch, thử nói chuyện gì. chương 61, hung thủ 2, có vị đồng nghiệp bị giết, chúng tôi cần thần giả du cắn nuốt linh thể, thu hoạch ký ức đối phương, ừm, cái này cậu không có vấn đề chứ lý đông trạch không quá yên tâm hỏi ạc à, hẳn là có thể nhỉ trương nguyên thanh nói tôi thử xem cắn nuốt linh thể không khó đây là kỹ năng thiên phú của thần dạ du đầu óc nói cho hắn có thể nhưng đọc lấy ký ức phương diện này hắn dù sao chưa từng thật sự cắn nuốt linh thể không có kinh nghiệm cho nên không dám cam đoan vậy thì cứ thế lý đông trạch không nhiều lời tắt điện thoại trương nguyên thanh cất điện thoại di động đi bộ về phía cổng trường vài phút sau hắn dừng lại ở cổng trường yên lặng chờ đợi quan nhã tới đón đồng thời trương nguyên thanh phát hiện ven đường cách đó không xa một cô bé mặc váy dài xếp ly sách túi hàng hiệu đứng ở ven đường như là đang đợi người từ doanh doanh trương nguyên thanh đánh giá vị hoa khôi lớp này vài lần đối phương ăn mặc rất chú ý dây xích tay phòng cổ khuyên tai túi sách thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ khác với đại bộ phận bạn học nữ trong trường học nữ sinh gia cảnh bình thường không mặc ra được loại cảm giác này phát hiện ánh mắt trương nguyên thanh từ doanh doanh mỉm cười, vừa vén lên sợi tóc thẳng sống lưng lên, bày ra tư thái động lòng người nhất, trong lòng vừa có chút cảm giác về sự ưu việt. Nam sinh này diện mạo rất không tệ, cho nên cô theo bản năng bày ra vẻ đẹp của bản thân. Nhưng mình bây giờ, đã sớm không ở cùng thế giới với sinh viên bình thường, cho nên trong lòng cô tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Một thân trang sức này của mình, bằng với một năm phí sinh hoạt của sinh viên bình thường. Lúc này, từ doanh doanh nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu lam lái đến, chậm rãi đỗ lại trước cổng trường. Cô gái lái xe mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, đeo kính dâm, thấy không rõ mặt, nhưng cái cằm nhọn trắng nón, khóe miệng tinh xảo như khắc, không khó nhìn ra đây là người đẹp có giá trị nhan sắc cao. Từ doanh doanh mím môi, đổi cái tư thế, hướng logo túi sách hàng hiệu về phía xe thể thao. Đồng thời, cô nhìn thấy Trương Nguyên Thanh chạy bước nhỏ tới gần xe thể thao, kéo mở cửa xe tiến vào trong xe. Phú bà đạp chân ga, đưa phi công nghênh ngang rời đi. Từ doanh doanh há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không phân biệt rõ vị bạn học nam này là con em nhà giàu khiêm tốn, hay là đồng nghiệp với mình Sugar Baby cùng phi công. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, phòng để xác, Trương Nguyên Thanh đứng ở bên giường đặt xác, sốc lên vải trắng, một thi thể thảm thiết xuất hiện ở trước mắt. Trên thân người chết trải rộng vết bầm cùng vết chém, miệng vết thương ở ngực máu thịt lật ra, nhìn ghê người. Nếu là hai ngày trước, nhìn thấy một thi thể như vậy, Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ thấy không khỏe, nhưng từng trải qua đòn hiểm của miếu sơn thần, thi thể đã không thể làm trong lòng hắn sinh ra gợn sóng quá lớn. Có thể bắt đầu rồi, Lý Đông chạch chống gậy, ở một bên chờ mong nói. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, hắn đánh giá thi thể triệu anh quân, cảm nhận được linh lưu lại trong thi thể lạnh như băng này đang dần dần sinh động, dần dần sống lại. Khí thức của thần giả dạ dù đối với linh thể có sức hấp dẫn chí mạng, có thể đánh thức linh ngủ say. Hắn yên lặng điều động lực thái âm trong cơ thể, Tròng trắng mắt cùng con người bao trùm lên một tầng thuần màu đen, vươn tay, hướng tới thân thể Triệu Anh Quân chộp vào khoảng không một cái. Chộp ra một cái bóng hư ảo, cái bóng này có ngũ quan của Triệu Anh Quân, nhưng vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng. Người ta sau khi chết, ý thức tiêu tán 90%, linh thể sẽ trở nên dại ra như vậy. Nếu ý thức tiêu tán, ký ức đương nhiên cũng sẽ không trọn vẹn, chỉ để lại một ít ký ức chấp niệm sâu. Ký ức trước khi chết thường thường ấn tượng khắc sâu, hơn nữa cách cái chết rất gần, cho nên sẽ bảo lưu lại. Sau khi kéo ra linh thể, Trương Nguyên Thanh đột nhiên bắt đầu sinh ra khát vọng ăn, hắn tự nhiên mà vậy há mồm, hít nhẹ một cái. Linh thể triệu anh quân hóa thành làn khói, bay vào trong miệng hắn. Mi tâm căng lên đau đớn một phen, ý thức như bành trướng, có rất nhiều thứ không thuộc về mình lấp đầy vào. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng thấp giọng khóc nức nở, tiếng gào thét, ô ô, bên tai vang lên giọng nói hung ác âm trầm. Sự kiên nhẫn của ông mày không nhiều, mày tốt nhất ngoan ngoãn trả lời hắn biết mình đang đọc lấy ký ức cuối cùng của linh thể, chậm rãi mở mắt, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng, đây là một gian phòng lớn trang hoàng hoa lệ. Hắn ngã ngồi ở trên giường lớn mềm mại, cả người không mảnh vải, trên sàn vứt quần áo tán loạn, cùng với đồ lót nữ. Cách bên người không xa, vị trí đầu giường, một cô gái trẻ tuổi cuộn mình, chân chuồng tương tự, chân dài trắng nón, bụng phẳng lì, bộ ngực cao mất, khoe hết đường cong ngạo nhân của tuổi trẻ. Tiếng nước nở chính là đến từ cô chương 62, tay chói gà không chặt một. Cô gái, khỏa thân, cảnh tượng như vậy khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn người, thầm nhủ đội trưởng sao không nói rõ tình huống hiện trường xảy ra vụ án, sao có thể để mình xem hình ảnh cấm trẻ con, mình vẫn là đứa nhỏ. Theo tầm nhìn người chết, hắn nhìn về phía người bên giường, đó là một người đàn ông tướng mạo hung ác, má bên trái có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, chân mày thưa thớt, ánh mắt hung ác âm trầm. Trong tay nắm một con dao dài nhỏ sáng lấp lánh, hung thủ, trương nguyên thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt này ghi nhớ chặt chẽ dung mạo đến đây nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành một nửa người đàn ông hướng mũi đao vào ngực trương nguyên thanh hung tợn nói chén thánh ở đâu danh sách ở đâu vấn đề này hắn tựa như đã hỏi rất nhiều lần vẻ mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn ánh mắt dâng trào sát khí không biết tôi thật sự không biết xin anh tha cho tôi trương nguyên thanh nghe thấy tiếng mình mở miệng cầu xin tha thứ người đàn ông ngồi xổm bên giường hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, như mệt mỏi dai dai mặt, lẩm bẩm Cho mày cơ hội mày không tận dụng, cho mày cơ hội mày không tận dụng. Nói xong, lấy mũi con dao dài nhỏ đẩy vào ngực Trương Nguyên Thanh. Đau đớn chuyển đến, ý thức lập tức mơ hồ, Trương Nguyên Thanh mềm nhũn gục dưới đất, thấy người đàn ông cởi bỏ thắt lưng, bắt lấy mắt cá chân cô gái xinh đẹp, dùng sức kéo về phía bản thân. Hình ảnh dừng lại ở trong tiếng thét chói tai của cô gái. Tôi nhìn thấy bộ dáng hung thủ rồi đôi mắt dại ra của trương nguyên thanh khôi phục linh động lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hai vị đồng nghiệp ở bên khi nói chuyện hắn cảm giác một nỗi sợ hãi mãnh liệt bóng ma tử vong quanh quẩn ở trong lòng thật lâu không thể tan đi cảm giác cắn nuốt linh thể đã rất thỏa mãn lại rất khó chịu lý đông trạch và quan nhã thoải mái một phen nhẹ nhàng thở ra người trước vội hỏi hắn bộ dạng thế nào ừm có đặc thù gì rõ ràng trương nguyên thanh vừa nhớ lại vừa nói nam giới 3035 tuổi, dáng người trung đẳng, khôi ngô, má trái có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, chân mày thưa thớt, ánh mắt rất hung dữ. Lý Đông Trạch Kiên nhẫn nghe, trong đầu phát thảo ra đường nét đại khái của hung thủ. Đặc thù khuôn mặt hung thủ rất rõ ràng, độ phân biệt cực cao. Chờ Trương Nguyên Thanh nói xong, quan nhã hỏi, hắn có xâm phạm người bị hại nữ hay không? Trương Nguyên Thanh nhớ lại hình ảnh trước khi ký ức chấm dứt, hẳn là có. Quan nhã xác định suy đoán nào đó trong lòng, lập tức nhìn về phía Lý Đông Trạch, nhíu mày nói. Đội trưởng, tôi hoài nghi trạng thái tinh thần của hung thủ có vấn đề. Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu, thầm nhủ kẻ có thể làm ra loại việc tàn nhẫn này, người nào trạng thái tinh thần bình thường. Lý Đông Trạch gật gật đầu, oán giận nói, tên khốn kiếp nên xuống địa ngục này. Thấy Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, hai ngón tay Lý đội trưởng khẽ vuốt dâu, giải thích. Còn nhớ cơ chế trừng phạt điểm đạo đức không? Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, hùng thủ giết chết người tình của triệu anh quân là xuất phát từ mục đích giết người diệt khẩu thuộc về hành vi bình thường nhưng ở trước khi giết người xâm phạm người bị hại nữ sẽ làm hắn bị trừ thêm một lượng điểm đạo đức lý đông trạch tin tưởng lấy chỉ số thông minh của vị sinh viên tùng hải này không khó lý giải ý tứ trong đó a à, thật là có khả năng tinh thần không bình thường trương nguyên thanh đã nghe hiểu linh cảnh hành giả phạm tội sẽ bị trừ điểm đạo đức nhất định bởi vậy chỉ cần người đầu óc bình thường đều sẽ cố gắng không đi kích hoạt cơ chế trừng phạt giết người diệt khẩu là hành vi bất đắc dĩ nhưng hành vi trước đâm sau giết lại trừ thêm một lượng điểm đạo đức có thể làm ra loại chuyện này chỉ có hai loại tình huống một là điểm đạo đức quá nhiều không sợ gì hai là trạng thái tinh thần của hung thủ xảy ra vấn đề khó có thể kiềm chế thú tính trong lòng so sánh loại khả năng thứ hai lớn hơn nữa lão ty cơ quan nhã giờ phút này rất đứng đắn một tay ôm ngực một tay chống cằm nói linh cảnh hành giả trạng thái tinh thần không ổn định, mặc kệ là nghề nghiệp hợp pháp hay là nghề nghiệp tà ác, đều là phải thanh trừ. Loại người này ẩn núp ở đô thị lớn, tựa như một quả bom hẹn giờ. Cho dù điểm đạo đức thấp hơn 60, bị linh cảnh công bố vị trí, đưa tới linh cảnh hành giả cùng thành phố săn bắn. Nhưng trong cái hở này, một vị cường giả có được siêu năng lực, đủ để từ đầu đường giết đến cuối phố. Lão Ti Cơ nhìn người mới duy nhất ở đây, cảnh báo. Trong linh cảnh nguy cơ trùng trùng, nhất là linh cảnh một người, tỷ lệ tử vong cực cao, rất nhiều linh cảnh hành giả cho dù thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ lưu lại bóng mà tâm lý khó có thể lau đi, lâu ngày, tinh thần xuất hiện vấn đề là không thể tránh khỏi. Nhất là thần giả du các người, nếu cậu ngày nào đó cảm thấy trạng thái của mình xảy ra vấn đề, nhất định phải cho chúng tôi biết, tổ chức sẽ làm công tác khai thông tâm lý cho cậu. chương 63, tay chói gà không chặt hai Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới mọi thứ trải qua trong miếu sơn thần, lòng còn sợ hãi gật đầu, tôi biết rồi. Đúng rồi, hiện trường xảy ra vụ án có tìm được DNA hung thủ không? Trương Nguyên Thanh hỏi, quan nhã lắc đầu, hung thủ đóng gói mang đi đời đời con cháu. Trương Nguyên Thanh có chút tiếc nuối, nếu nắm giữ ngàn vạn con cháu của hung thủ ở trong tay, giày khiêu vũ màu đỏ liền có thể hỗ trợ tìm được đối phương. Lúc này, Lý Đông trẻ kết thúc suy nghĩ, hỏi. Cậu ở trong trí nhớ của Triệu Anh Quân còn nhìn thấy gì? Có, Trương Nguyên Thanh chỉ chờ hắn hỏi như vậy, vội nói. Hung thủ đang ép hỏi Triệu Anh Quân tung tích chén thánh cùng danh sách. Chén thánh, danh sách, Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được mờ mịt. Lý Đông Trạch nói, chén thánh cùng danh sách đại biểu cho cái gì? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, trong trí nhớ không có tin tức tương quan chúng nó. Lý Đông Trạch suy nghĩ một lát, nhíu mày, vụ án này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, Triệu Anh Quân giấu giếm chúng ta không ít thứ nha hắn vỗ vỗ bả vai Trương Nguyên Thanh, khen, làm rất khá, cậu đã tìm được manh mối quan trọng cho chúng tôi, chờ sau khi bắt, đánh gục hung thủ, tôi sẽ thỉnh công thay cậu. Ừm, đi theo quan nhã đi làm ghép mặt người, ghép ra bộ dáng hung thủ trước. Vâng, đội trưởng, Trương Nguyên Thanh lập tức đi theo ngựa tỉ chân dài ra ngoài. Đúng rồi, Lý Đông Trạch gọi quan nhã lại, nói, đặt làm một bộ trang phục chính thức cho cậu ấy, về sau ở trong đơn vị mặc trang phục chính thức. Trương Nguyên Thanh vừa định nói tôi không thường đến, liền nghe quan nhã bên cạnh nói, vâng. Rời khỏi phòng để xác, quan nhã khẽ cười nói, về sau ở trong đơn vị nhất định phải mặc trang phục chính thức. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tôi biết, công ty lớn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với trang phục. Quan nhã cười khanh khách, không, cái đó không quan hệ với tổ chức, là yêu cầu của đội trưởng, anh ta cảm thấy mặc quần áo thường ngày không đủ tao nhã. Cái đó và tao nhã có gì quan hệ? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng, nhưng ánh mắt đảo qua quan nhã chân dài gen đen, váy ngắn mông tròn, Áo sơ mi trắng vòng eo nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy đội trưởng là đúng, người ta sống trên đời nên chú ý tao nhã. Vừa đi, hắn vừa xem giao diện thuộc tính, tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc: nhân loại, nghề nghiệp: thần giả du, cấp bậc: 1, kỹ năng: giả du, vệ linh, thái âm chi linh. Điểm kinh nghiệm: 44%, điểm đạo đức: 60 chỉ số mới bắt đầu. Điểm kinh nghiệm từ 42% tăng lên tới 44% sau khi cắn nuốt linh thể hắn liền phát hiện thân thể dâng lên dòng nước ấm, cả người thoải mái, lực thái âm như có tăng trưởng. Chị quan nhã, tôi tăng hai điểm kinh nghiệm, Trương Nguyên Thanh vui sướng nói, điểm kinh nghiệm tượng trưng cho thực lực, cùng là thần dạ du cấp 1, 1% điểm kinh nghiệm cùng 99% điểm kinh nghiệm, thực lực tranh lệch vô cùng cách xa. Quan nhã ngẩn ra một phen, ồ, đúng vậy, quả thật có chuyện như vậy, thần dạ du các người có thể thông qua hấp thu linh thể tăng lên điểm kinh nghiệm, nhưng, thần giả du thái nhất môn tựa như không thích làm như vậy, mỗi lần hỗ trợ hỏi Linh, bọn họ luôn đen mặt, không tình nguyện, thái độ rất không tốt. Vì sao, người đẹp con lai lường một cái xinh đẹp hơn nữa quyến rũ, chị làm sao biết, chị chỉ là một thám báo tay chói gà không chặt. Nói nhảm, thám báo không sở trường chiến đấu nữa, thuộc tính cơ sở cấp 2 cũng có thể nghiền áp mình nhỉ, hơn nữa sau khi thám báo cấp 4 chuyển chức, có được năng lực đơn binh tác chiến đáng sợ, tố chất thân thể giai đoạn siêu phàm khẳng định rất mạnh. Trương Nguyên Thanh không tin, thật sự tay trói gà không chặt. Ánh mắt quan nhã khẽ đảo, liếc xuống đúng quần Trương Nguyên Thanh, cười mỉm nói. Chưa từng thử, nếu không chúng ta đi WC, cậu để chị luyện tay một chút. Trương Nguyên Thanh nói, chị đừng như vậy, tôi vẫn là đứa nhỏ. Hắn sau đó lấy ra điện thoại di động, nói tối nay có rảnh không, tôi bây giờ liền lên mạng đặt khách sạn. Nếu không ngại, chị cũng có thể luyện sơ quát một chút. Ha ha ha, cậu thật hài hước. Quan nhã cười run rẩy hết cả người, Nguyên Thủy, cậu thực nên đến đơn vị nhiều hơn, có cậu, chị về sau cũng sẽ không buồn. Hai người rời khỏi tòa nhà Thủy Tinh, tiến vào tòa nhà văn phòng cảnh sát, quan nhã ngựa quen đường cũ dẫn hắn đi vào phòng kỹ thuật. Nhân viên phòng kỹ thuật sau khi cẩn thận hỏi đặc thù khuôn mặt hung thủ, tốn suốt 2 giờ, rốt cuộc đại khái phục Nguyên ra bộ dáng hung thủ. Trương Nguyên Thanh xem xong, sờ cầm, nói, có chút giống, nhưng lại cảm giác không quá giống. Lão Trương kỹ thuật viên kinh nghiệm phong phú, trầm ngâm một phen, nói, là ngũ quan hay khí chất. Khí chất đi, khí chất hung thủ làm người ta cảm thấy rất hung ác. Chương 64, tay chói gà không chặt ba. Cách hung như thế nào, có thể miêu tả cụ thể một chút không? Tôi biết cái này không dễ hình dung, tốt nhất có vật tham chiếu. Tôi vừa vào cửa đã thấy Thường Uy đang đánh lai phúc sao. Tốt lắm, rốt cuộc, trình sát hình sự mới phát họa xong, Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu. Nhắm chừng chính là bộ dạng này, có 7-8 phần tương tự. Kế tiếp, thông qua đối chiếu cơ sở dữ liệu tin tức dân cư, bọn họ tập trung nhân vật mục tiêu. U Hướng Vinh, người vụ thị tỉnh Giang Nam, định cư lâu dài ở Tùng Hải, năm 2012 bởi vì tội cố ý đả thương người bị phán bỏ tù, sau khi ra tù thì không còn tin tức. Ngồi ở ghế làm việc quan nhã nở nụ cười, có những tin tức này, muộn nhất sáng nay, có thể bắt được hắn. Nhanh như vậy, ha ha, cậu phải tin tưởng năng lực của chính phủ cùng thám báo. Quan nhã đứng dậy đi ra ngoài, nói, Nguyên Thủy, công tác của cậu đã hoàn thành, có thể về trường học rồi. Chuyện tiếp theo cậu không cần phải xen vào, tuy thần giả du chiến lược cực cao, nhưng cậu còn chưa có dũng khí cùng tố chất tâm lý của một chiến sĩ. Được, Trương Nguyên Thanh vui vẻ đáp án. Văn phòng tòa nhà Thủy Tinh, Lý Đông Trạch xem xong tư liệu quan nhã gửi đến, hắn mở ra group quản lý linh cảnh hành giả đại khu Khang Dương, đồng bộ tin tức hung thủ ở trong group. Đại cơ bá, vị thần giả du mới tới kia của chúng ta hiệu suất rất cao đấy, đã xác định thân phận hung thủ. Thủy thượng phiêu, a còng lý đông trạch, có một cấp dưới thần giả dù có thể tùy ý chi phối, cảm giác thế nào? Lý đông trạch, cảm giác tương đối không tệ, đường quốc cường phát ra một bao tiền lì xì. Si. Bạch Long, được rồi, đừng đắc ý nữa, mau bố trí đi, thông báo Tổng cục trị an Tùng Hải, sắp xếp nhân viên kiểm tra nghiêm thêm đối với xe cộ ra vào Tùng Hải, thông báo tiểu đội linh cảnh các đại khu, phối hợp chúng ta lùng bắt bất cứ lúc nào, chỉ mong u hướng Vinh còn chưa chạy ra khỏi Tùng Hải. Hung thủ là sáng nay gây án, đến bây giờ đã trôi qua 5 6 giờ, đừng nói là linh cảnh hành giả, cho dù là người thường trước đó chuẩn bị sẵn, lúc này cũng đã thoát khỏi Tùng Hải. Người thường có thể căn cứ camera giám sát truy tung, truy tung linh cảnh hành giả thì khó. Thanh Đăng, so sánh với một tên nghề nghiệp tà ác tìm cơ hội trả thù chính phủ, chạy ra khỏi Tùng Hải ngược lại là chuyện tốt. Điều trước ý nghĩa sẽ có linh cảnh hành giả tổ chức chính phủ lọt vào ám sát. Lý Đông Trạch, hắn sẽ không rời khỏi Tùng Hải. Đại cơ bá, khẳng định như vậy, Lý Đông Trạch, U Hướng Vinh nếu chỉ là muốn giết Triệu Anh Quân, đã sớm ra tay, cho dù chúng ta có thần giả du, đợi khóa mục tiêu được thân phận của hắn, hắn cũng đã sớm thoát khỏi Tùng Hải. Nhưng vì sao phải chọn ở lúc này? Đại cơ bá, đừng nói lấp lửng, nói thẳng, thanh đăng, cho nên vẫn là vì trả thù chính phủ. Lý Đông Trạch, không, sự việc chỉ sợ càng thêm phức tạp, thần dạ du của tôi từ trong trí nhớ của Triệu Anh Quân, thấy được một ít manh mối, U hướng Vinh tra hỏi Triệu Anh Quân, vì là chén thánh cùng danh sách. Chén thánh cùng danh sách, đội trưởng khác ở lúc dùng đầu óc suy nghĩ hai thứ này, đại cơ bá trực tiếp gửi xong câu hỏi. Thứ gì vậy, Lý Đông Trạch không nhìn hắn, đợi một lát, thấy các đồng nghiệp chưa phát biểu cái nhìn đối với chén thánh cùng danh sách, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua việc này, gửi tin nói. Chén thánh cùng danh sách tạm thời không đề cập tới, hành động trước đi. 7 giờ tối, bàn ăn, bà ngoại nhìn quét người về nhà bên cạnh bàn, tâm tình có chút không tệ tuyên bố. Nguyên tử, buổi chiều ngày mai cậu cháu sẽ trở lại. Nguyên quân à, nhớ rõ lái xe đi đón. Ngọc Nhi, tan tầm về nhà sớm một chút. Ngọc Nhi là tên ở nhà của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị mỗi người gặp một cái chân gà, Trần Nguyên Quân uống canh gà, đều là vẻ mặt bình tĩnh. Bà ngoại thấy thế, gõ đũa, trừng mắt nói, nghe thấy ta nói chuyện chưa? Ồ, vâng, biết rồi, bà ngoại, cậu cùng mợ suốt ngoại du lịch gần hai tháng, cậu không làm việc đàng hoàng bất cần đời, mợ chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì, trong nhà có hai người bọn họ cùng không có hai người bọn họ không có gì khác nhau. Trở về thì trở về, cũng không phải việc vui lớn đáng giá chúc mừng, đại khái cũng chỉ có bà ngoại sẽ bởi vì cậu trở về mà vui vẻ. Giang Ngọc Nhị gặm chân gà nói, tên bại hoại gia tộc đó sao không chơi thêm mấy tháng. Hai người bọn họ không ở nhà, trong nhà đặc biệt thanh tịnh. mươi 65, chạy trốn một. Trần Nguyên Quân nhìn thoáng qua cô trẻ nói, đừng nói như vậy, bại hoại gia tộc dù sao cũng là bố cháu. Trương Nguyên Thanh liếc anh họ một cái, nói, đừng nói như vậy, bại hoại gia tộc dù sao cũng là cậu em. Thấy bà ngoại giận dữ, đứng dậy muốn xé sống đám con cháu không ra gì, Giang Ngọc Nhị vội vàng trấn an, cũng ném ra đề tài mẹ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mẹ, bệnh viện bọn con có ma quỷ quậy phá, ma quỷ quấy phá, Trương Nguyên Thanh lập tức dựng lỗ tai, bà ngoại quả nhiên mặc kệ con trai, vội hỏi, ai u, đang yên đang lành ma quỷ quậy phá gì, Mau nói với mẹ xem. Thì chị Chu phòng con, lúc trực đêm, nghe thấy phòng làm việc có tiếng trẻ con vui cười, chị ấy đi vào xem xét, tiếng cười liền không còn nữa. Sau đó chị ấy đi WC, nhìn thấy trong gương có một đứa trẻ con ghé vào bả vai chị ấy, thiếu chút nữa dọa chết chị ấy. Dì trẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chỉ chị Chu, đồng nghiệp khác trực đêm cũng nói nửa đêm ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Mọi người đều nói, khẳng định là đứa trẻ nào đó bị phá thai không cam lòng bồi hồi ở trong bệnh viện. Bà ngoại nghe say xưa, đánh giá, rất tà môn, mẹ cảm thấy quá nửa cũng là như thế, để sau chờ con trực đêm, bảo nguyên tử đi cùng con. Còn không còn không, có chứ có chứ, sự hóng chuyện của bà ngoại chưa truyền cho mẹ, đều bị gì trẻ kế thừa rồi. Trương Nguyên Thanh nghe hai mẹ con líu díu hóng hớt, hứng thú bị gợi lên trong lòng chậm rãi tắt. Thân là thần dạ du, hắn vừa nghe đã biết đây là lời đồn ma quỷ, không phải chân thật. Đầu tiên, Linh thể không có khả năng phát ra âm thanh, bởi vì chúng nó không có thực thể, lại càng không tồn tại dây thanh, trừ phi lực lượng linh thể trực tiếp tác dụng vào tinh thần người ta. Nhưng lấy cường độ ý chí, tinh thần lực trẻ con, sau khi chết không có khả năng lưu lại linh thể. Cuối cùng, người thường mắt thường phàm thai không nhìn thấy linh thể, những người mạng không còn lâu nữa, âm khí nặng kia có lẽ sẽ sinh ra tương tác với linh thể, cho nên ngẫu nhiên xảy ra tình huống là hợp lý nhưng rất nhiều người đều nghe thấy tiếng cười của trẻ con, cái này là nói nhảm. Dì trẻ à, dì cẩn thận chút nha, chớ mang trẻ con chết ở bệnh viện về nhà. Trương Nguyên Thanh âm u nói, Giang Ngọc Nhị đang nói hăng say, khuôn mặt trứng ngỗng nháy mắt cứng ngắc, kêu lên, mẹ, nó lại làm con sợ. Bà ngoại mang tính tượng trưng ký đầu cháu ngoại một cái. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh lặng lẽ rời khỏi cửa nhà, gọi xe tới một bệnh viện tuyến ba gần nhất. Hắn muốn đi bệnh viện siêu độ vong linh, tăng lên điểm kinh nghiệm. Kỹ năng vệ linh của thần dạ du là phương thức thăng cấp tốt nhất trước mắt, lần sau linh cảnh mở ra cũng không biết là khi nào, vượt ở trước khi tiến vào linh cảnh nâng cao thực lực là rất cần thiết. Cùng là cấp 1, 99% cùng 1% điểm kinh nghiệm, đối chiếu chiến lực có thể nói khác nhau một trời một vực. Bệnh viện là nơi tốt để thần dạ du tăng lên điểm kinh nghiệm, sinh lão bệnh tử đều ở bệnh viện, đương nhiên, nơi hỏa táng cũng rất không tệ, chỉ là nơi hỏa táng của Tùng Hải đều ở vùng ngoại thành, nội thành hiếm có. Ngồi ở trong xe, Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới lời quan nhã hôm nay nói. Vì sao thần giả dạ du thái nhất môn tương đối kiêng kỵ đối với cắn nuốt linh thể, là quy củ của nghề, cảm thấy tổn hại âm đức? Hay là có nguyên nhân khác? Nghĩ đến đây, hắn lấy ra di động, đăng nhập diễn đàn chính thức của linh cảnh hành giả, tìm tòi tin tức tương quan. Kết quả tìm cây ém biểu hiện, chưa tìm được từ khóa tương quan. Vùng ngoại thành, màn đêm bắt đầu bao phủ, trong phòng cho thuê giá rẻ khu công nhân công nghiệp nào đó, phòng khách bẩn thỉu hỗn loạn chất lượng kém, u hướng Vinh đang bê chậu to mì vừa nấu xong, tới bên cạnh bàn bày đầy chai rượu chai bia. Hắn tùy tay đảo qua, mang chai rượu chai bia các tạp vật rào rào quét rơi xuống đất, dọn ra không gian đặt cái chậu, tiếp theo từ trong tủ lạnh lấy ra một chia bia. Ăn miếng mì to, uống ngụm rượu lớn, mì mới nấu vô cùng nóng bỏng, nhưng không thể làm bỏng tế bào khoang miệng kiên cường dẻo dai của hắn u hướng vinh chân mày thưa thất vẻ mặt khi thì hung ác khi thì lạnh lùng khi thì căm hận tựa như người bệnh tâm thần ở bên rìa phát bệnh đột nhiên vành tai hắn kẽ động dừng đúa vẻ mặt chợt biến thành dữ tợn u hướng vinh chậm rãi đứng dậy rút ra con dao dài nhỏ trong vỏ dao cắm ở sau thắt lưng nhẹ nhàng không tiếng động tới gần cửa phòng dầm hắn vừa tới gần cửa chống trộm cửa phòng đã bị thô bạo đá văng ngay sau đó hào quang mãnh liệt sáng lên một quả cầu lửa cực nóng đánh về phía hắn Gió nóng đập vào mặt, U Hướng Vinh dừng bước, vung cánh tay phải cầm đao, ánh đao sáng như tuyết chém trúng quả cầu lửa, ầm một tiếng, trong phòng tràn đầy tia lửa rực rỡ hoa mỹ. Chương 66: Chạy trốn hai. Trong ánh lửa chợt sáng lên, một bóng người toàn thân bốc lên ánh lửa lao vào căn phòng cho thuê, đầu gối bắn ra, như đạn hỏa tiến hút về phía U Hướng Vinh. U Hướng Vinh so với hắn càng thêm hung tàn, hơi như người, bả vai hung hăng đẩy về phía trước. Ầm, bóng người đó bay ngược đi. Va và vào trên vách tường hành lang, đập vách tường kịch liệt chấn động. U hướng vinh tay phải cùng bả vai trải rộng vết bỏng chịu đựng đau đớn, xoay người lao về phía cửa sổ. Hắn không dám đi hành lang, tòa chung cư cũ kỹ hành lang chật trội, một khi bị bao vây, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong tiếng thủy tinh vỡ, u hướng vinh từ lầu ba nhảy ra ngoài. Đoàn đoàn, vừa đánh vỡ cửa sổ, u hướng vinh nghe thấy hai tiếng súng vang, hắn dùng con dao dài gạt bay viên đạn kia bắn về phía đầu lại không cách nào ngăn cản viên đạn bắn về phía ngực. Động năng cường đại của viên đạn xuyên phá làn da, bị cơ thịt kiên cường dẻo dai kẹp chặt. Theo tiếng súng nhìn lại, trong bóng tối cạnh vùng xanh hóa, có một người đẹp con lai cao gầy, váy bút chỉ áo sơ mi màu trắng, mái tóc ở trong gió bay lên, lạnh lùng xinh đẹp vô song. Hai tay cô đều cầm một khẩu súng ngắn màu bạc, đôi chân dài đi tất đen buộc hai cái bao súng. Đoàng đoàng đoàng, người đẹp con lai bình tĩnh nổ súng, trình độ bắn rất chuẩn, tựa như có thể dự đoán được quỹ tích rơi xuống của hắn, u hướng vinh sau khi liên tục chúng mấy phát sóng, rốt cuộc rơi xuống đất. hắn bỗng nhìn về phía cô gái con lai, trong mắt hiện lên hai phù văn màu máu vặn vẹo. ngay sau đó, vẻ mặt cô gái dại ra, quay nòng súng, nhắm vào mi tâm mình. đoàng nòng súng phun ra ngọn lửa, viên đạn chưa thể bắn vỡ cái chán chân bóng của cô gái bị một đôi bàn tay thô ráp ngăn trở. bên cạnh cô không biết khi nào đã có thêm một vị công nhân đầu đội mũ thợ mỏ khuôn mặt ngăm đen phủ đầy sự ngưng trọng, nói. Mê hoặc chi yêu, hoặc cổ chi yêu cấp 3. Trong bóng tối, một người đàn ông chống gậy chống đi tới, âu phục màu đen phối hợp ghi lê đen áo sơ mi trắng, mái tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Bảo bọn nhỏ bố trí phòng ngự ở ngoài tiểu khu, đừng tới gần nơi này. Lại một giọng nói truyền đến, từ trong hành lang có người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám thủy mặc đi ra, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, dung mạo tú lệ. U hướng vinh cầm dao, sắc mặt âm trầm nhìn quanh phía ầm 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 lúc này nơi xa truyền đến tiếng xe máy nổ vang ánh đèn sáng như tuyết đâm phá bóng tối một chiếc xe máy gào thét mà đến cô gái trên xe mặc quần áo đua xe màu trắng thân trên cúi xuống trong tay cầm một cây trường đao màu đen dài ba thước dẫn đầu sung phong đến ngay sau đó tiếng súng một lần nữa vang lên chặn đường lui của u hướng vinh bóng người lửa nhảy xuống từ cửa sổ từ bên cạnh ngăn chặn đường quốc cường đội mũ thợ mỏ ấn hai tay ở trên mặt đất mặt sàn xi măng vỡ vụn răng rắc, một đôi tay bùn đất ngưng tụ bắt lấy hai chân U Hướng Vinh. U Hướng Vinh bình tĩnh vung lưỡi dao, gạt bay viên đạn góc độ xảo quyệt, đầu đạn và lưỡi dao bật ra đốm lửa chói mắt. Ngay sau đó, cơ bắp chân hắn bành trướng, đánh nát đôi tay do bùn đất ngưng tụ, hướng phía trước quay cuồng một cái, vừa vặn tránh đi người lửa từ lầu ba bổ nhào xuống. Thịch thịch thịch, sau khi quay cuồng đứng dậy, hắn nhấc chân chạy như điên, lao về phía cô gái ngồi xe máy. Trong bóng đêm, hai người lướt qua nhau, lưỡi dao sắc bén cắt rách ngực cô gái nhưng không có xúc cảm chém chúng vật thật cô gái trên xe máy ở khoảnh khắc bị lưỡi dao chém chúng thân thể đã biến thành nước mà trường đao của cô lướt qua ngực bụng u hướng vinh ngực u hướng vinh rách ra từng dòng máu tươi phun trào ra hắn hoàn toàn không để ý thương thế bước chân không ngừng chạy ra bên ngoài tiểu khu lúc này trong cửa sổ lầu hai một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám nhảy ra nàng để trần đôi chân trắng như tuyết chạy ở trên thân tường như dẫm trên đất bằng tung người lao đi, đáp ở trước mặt U hướng Vinh, quát một tiếng, xoay người, sườn sám bay lên, đôi chân dài mạnh mẽ hữu lực gào thét như roi, hung hăng quật ở trên người U hướng Vinh. Người sau bay đi như đạn pháo, húc nứt vách tường trung cư, chậm rãi gục xuống dưới đất. Dám ở trong khu trực thuộc của ta giết linh cảnh hành giả chính phủ, người rất không tồi. Lúc này, Lý Đông trạch xem kịch từ đầu tới đuôi, chống gậy chống chậm rãi bước đi, người này sắc mặt nghiêm túc, chấn định giống như đại lão phía sau màn, thản nhiên nói kế tiếp, ta sẽ tự mình tiến ngươi lên đường. Ai, tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn quanh mình, u hướng vinh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hắn đỏ tươi như máu, tràn ngập điên cuồng cùng thô bạo, một luồng lực lượng tả ác cường đại từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Giọng hắn khàn khàn nói, các ngươi đều phải chết, Lý Đông chạy yên lặng lui về phía sau hai bước, các anh em, vừa rồi là nói đùa, tôi cũng không phải người độc chiếm công lao. chương 67, Nhân sinh Bách Thái một trong xe taxi, chưa tra được tin tức tương quan, Trương Nguyên Thanh trở lại trang đầu diễn đàn, theo bản năng cập nhật một lần trang web. Sau đó thấy một bài đăng được ghim đỏ, vài phút trước còn chưa có bài đăng này. Trương Nguyên Thanh click mở bài đăng, U Hướng Vinh, Mê Hoặc Chị Yêu cấp 3, ở ngày 18 tháng 4 giết chết thám báo bạch hổ binh chúng ngũ hành Minh Triệu Anh Quân, tối ngày 19 tháng 4 năm 19 giờ 05 phút, ở trong tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương vây giết chạy thoát. Người này có lực lượng tà ác đáng sợ nào đó, không phải mê hoặc trị yêu tầm thường, đã bị tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương làm bị thương nặng, trước mắt không rõ tung tích. Tiểu đội linh cảnh hành giả các đại khu chú ý, u hướng vinh ở bên bờ vực mất khống chế, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức giết chết. Ai cung cấp manh mối, thường 5 vạn tệ, ai đánh chết, thường 10 vạn tệ. Bài đăng vừa tuyên bố không đến 3 phút, bình luận bên dưới đã hơn trăm cái. Đều là làm nhảm tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương làm việc bất lực, để một tên mê hoặc chị yêu nửa điên cuồng chạy thoát. Có lầm hay không, loại nhân vật nguy hiểm này có thể mất khống chế bất cứ lúc nào đội ngũ khu khang dương là bất tài sao một khi hắn mất khống chế giết người bị linh cảnh truy nã chờ chúng ta chạy tới nhắm chừng đã sớm máu chảy thành sông chúng ta sẽ bị linh cảnh hành giả cả nước chê cười chê cười chúng ta phòng khống bất lực ăn lương cao không làm việc xong đời rồi u hướng vinh đào tẩu rồi đám người đội trưởng nhanh như vậy đã tập trung mục tiêu mở ra truy bắt trương nguyên thanh trong lúc nhất thời không biết nên khen hiệu suất của đám người đội trưởng hay là lải nhải bọn họ làm việc, tạ, để một quả bom hẹn giờ này chạy mất. Đã giao thủ, máu, thậm chí tổ chức máu thịt u hướng Vinh khẳng định sẽ lưu lại ở hiện trường, lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ hẳn là có thể tìm ra hắn. Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ tới món đạo cụ loại quy tắc kia của mình. Trương Nguyên Thanh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời không bại lộ sự tồn tại của giày khiêu vũ màu đỏ. Đầu tiên, U Hướng Vinh lần trốn chuyện này vừa mới bắt đầu, động tác đến tiếp sau của ngũ hành minh còn chưa mở ra, thân là tổ chức chính phủ, có lẽ có phương pháp khác có thể truy tung vị mê hoặc chị yêu kia. Căn bản không cần hắn người mới này đến nhúng tay. Tiếp theo, hắn chỉ là thần giả du cấp 1, người mới trong linh cảnh hành giả, nếu bại lộ đạo cụ loại quy tắc tồn tại, rất có thể đưa tới giỏ ngó mơ ước. Quan sát trước một phen, xem xem tổ chức sau đó có động tác gì, lại nhìn tình huống làm ra lựa chọn. Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều nữa, nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, đợi tới mục đích. Bây giờ, tăng lên thực lực mới là mấu chốt nhất. 5 phút đồng hồ sau, xe taxi dừng ở bệnh viện phổi Tùng Hải, thanh toán tiền xe, Trương Nguyên thanh tiến vào bệnh viện, mục tiêu rõ ràng hướng tòa nhà khoa ngoại chú bước vào. Giờ này, phòng khám ngoại chú đã tan tầm, bệnh viện cùng người bệnh chủ yếu tập trung ở ngoại chú. Trong khoa ngoại chú, đầu người dày đặc, người khám bệnh hoặc ngồi ở ghế công cộng, hoặc lui tới ở cửa sổ thu phí cùng các phòng. Trương Nguyên thanh xuyên qua đại sảnh thu phí, xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo, tìm một chỗ ngồi gần WC sau khi ngồi xuống, hai chân duỗi ra, ôm cây đợi thỏ. Đối với linh thể mà nói, khí tức thần dạ du tựa như đom đóm trong bóng đêm, lóa mắt như vậy tươi sáng như vậy. Không cần cố ý tìm kiếm, chúng nó sẽ tự mình tìm tới cửa. Thời gian linh thể của người thường tồn tại chỉ có 7 ngày, trừ phi phụ cận vừa mới chết người, bằng không không đợi được linh thể tự động tới cửa, cho nên bệnh viện là nơi thăng cấp tốt nhất. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh thấy một cụ ông mặc bệnh quần áo bệnh nhân, ánh mắt dại ra bước chân cứng ngắc xuyên qua đám người, đi về phía mình. Thân thể của ông sen vào giữa hư ảo cùng chân thật, người bệnh lui tới xuyên qua thân thể ông, tựa như xuyên qua không khí. Ông hình dung tiều tụy, con mắt trắng dã dọa người, tản ra khí tức đau đớn cùng hối hận. Đây là một oán linh, bình thường mà nói, người ta sau khi chết đều sẽ hóa thành oán linh, không tồn tại linh thể khí tức bình thản, bởi vì không có ai cam tâm chết. Bọn họ lưu luyến đối với cuộc sống, sợ hãi đối với cái chết, cuối cùng đều sẽ hóa thành oán khí bất lực. Mắt thấy cụ ông đi đến trước mặt, Trương Nguyên Thanh há mồm nhẹ nhàng hút một cái. Linh thể cụ ông hóa thành làn khói, uốn lượn bay vào trong miệng. Mi tâm căng lên đau đớn, ý thức bỗng nhiên bành trướng, Trương Nguyên Thanh đọc lấy ký ức tan vỡ lúc còn sống của cụ ông. Chương 68: Nhân sinh bách thái 2. Cụ ông chết bởi ung um thư phổi giai đoạn cuối, nửa cuối của sinh mệnh ở trong hai tầng tra tấn trị bệnh bằng hóa chất và ung um thư rời khỏi nhân thế ho ra máu rụng tóc thở gấp đau đớn đi cũng không an tường ý niệm cuối cùng lưu lại là hối hận mình vì sao phải hút thuốc mình không bao giờ hút thuốc nữa trương nguyên thanh mở mắt ra mặt đầy hối hận thốt ra người xung quanh kinh ngạc nhìn qua trương nguyên thanh mặt không cảm xúc làm bộ chuyện vừa rồi chưa xảy ra để che giấu sự xấu hổ trong lòng thẳng đến lúc người qua đường rời tầm mắt đi thẳng đến lúc cảm xúc sôi trào khôi phục bình tĩnh hắn click mở giao diện thuộc tính màn ánh sáng màu xanh lam mở ra. Giá trị kinh nghiệm 44, 5%, linh thể của Triệu Anh Quân giá trị 2 điểm kinh nghiệm, người thường chỉ có 0.5, tương tự giá quái bình thường cùng quái tinh anh. Hơn nữa càng về sau giá trị kinh nghiệm càng ít, chỉ sợ 0.5 cũng không có nhỉ, xem ra chỉ có thể tích tiểu thành đại. Trương Nguyên Thanh như có chút suy nghĩ, mặc kệ thế nào, loại tăng lên trực quan, có thể thấy được này làm người ta vui sướng. Hắn quay về chỗ ngồi làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, qua vài phút nữa, một ông chú trung niên mặc đồ Tây, bộ dạng nhân viên công sở, ngẩn người đi về phía hắn. Người xung quanh không nhìn chú, cũng xuyên qua chú. Trương Nguyên Thanh làm tương tự hút lấy linh thể, ở lúc linh thể chuyển hóa thành lực lượng tẩm bổ thần dạ du, bộ phận ký ức như thủy triều ập tới. Ông chú trung niên chết bởi mệt nhọc quá độ, đau tim đột tử, chết bởi phúc báo 996 được nhiều người biết. Chú đi rất an tường, dù sao đột tử là chuyện trong nháy mắt, người thậm chí không cảm giác đau đớn. Nhưng sau khi đọc lấy ký ức của chú, Trương Nguyên Thanh biết vợ chú vừa mới đẻ con thứ hai, con còn ở trong tã lót, chính là vì kiếm tiền bỉm sữa mới liều mạng làm việc như vậy, dấn thân vào trong phúc báo. Càng đáng nhắc tới là, ông chú sinh ở thập niên 80, người xuất thân niên đại đó rất ít có huynh đệ tỉ muội người vừa đi, cha mẹ trong tương lai cũng không còn chỗ dựa. Dùng sinh mệnh đi kiếm tiền, đến cuối cùng tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ý thức Trương Nguyên Thanh trở về, cảm nhận được một SJW bi thương cùng mờ mịt thấu tim. Đời người như vậy có ý nghĩa gì? Hắn mờ mịt ngồi, thời gian rất lâu cũng chưa có biểu cảm. Lúc này, vị linh thể thứ ba tới đây, là một cô gái, có ngũ quan xinh đẹp, chân mày bán vĩnh cửu kiểu Hàn Quốc, quần áo trên người mặc cũng lộ ra xa xỉ cùng tinh xảo. Nữ nhân loại chất lượng cao, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đã qua đời, đáng tiếc đáng tiếc. Chờ tới gần, Trương Nguyên Thanh mới phát hiện lồng ngực cô lõm xuống, áo bó màu đen thấm đầy máu tươi hư ảo mặt khác cái gáy của cô tựa như cũng bị thương nặng khó có thể tưởng tượng máu tươi làm mái tóc dính thành từng lọn một không mặc quần áo bệnh nhân nói cách khác cô không phải trong lúc nằm viện chết đi mà là chết bởi ngoài ý muốn hoặc giết người trương nguyên thanh nhẹ nhàng hút một cái cắn nuốt linh thể nữ tính chất lượng cao mi tâm căng lên ký ức không thuộc về bản thân chút vào thức hải trương nguyên thanh trước mắt tối sầm ngay sau đó thấy một đôi chân thon dài trắng nón ngồi ở bên giường đi tất chân màu đen, từng chút một kéo lên đùi. Ồ, thì ra phụ nữ là đi tất chân như vậy. Trương Nguyên Thanh độc thân 20 năm từ trong bụng mẹ được tăng thêm kiến thức. Lúc này, phía sau truyền đến giọng khói của đàn ông. "Về sau buổi tối đừng gửi tin nhắn cho anh, tối hôm qua thiếu chút nữa bị vợ của anh nhìn thấy." Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc ấy liền bộp một cái. Đàn ông, giường, đi tất chân, ai cũng có thể đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Về sau vẫn là đừng tùy tiện cắn nuốt nữ linh thể, không thích hợp. Hắn vô cùng may mắn ở trong lòng nói thầm, may mà ký ức là từ đi tất chân bắt đầu, nếu sớm hơn vài phút, hắn không chừng chính là nằm, hoặc là quỳ. Ừm, trong miệng cũng không có mùi lạ, may mắn may mắn. Hắn đang nghĩ, liền nghe thấy cô gái mình nhập vào hừ nói. Vậy không phải vừa vận tốt, anh ly hôn rồi lấy em. Người đàn ông phía sau sột soạt mặc quần áo, cười nhạo nói. Anh có con trai có con gái sang năm đang định sinh đứa thứ ba, dựa vào cái gì ly hôn vì em. Với lại, ly hôn tài sản còn cần chia ra một nửa. Lúc ấy không phải nói rồi sao, em làm bổ nhí anh trả tiền, chờ em góp đủ tiền, thích lấy ai thì lấy người đó, tìm người thành thật gả cho cũng được. Ngày nào đó em muốn chặt đứt quan hệ, chỉ việc cho anh biết. Nhưng mà, đừng có ý nghĩ không nên có. Cô gái tựa như tức giận, không nói thêm câu nào nữa, chờ người đàn ông rời khỏi, cô lái chiếc BMW nhỏ phóng vút đi ở trên đường, phát tiết cảm xúc. Cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ, cấp cứu không có hiệu quả mà chết. Chương 69, nhân sinh bách thái 3. Hình ảnh kết thúc, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, dai dai mi tâm căng lên, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu, thầm nhủ chị em à cần gì phải thế, bổ nhí cao cấp thường thường chỉ cần phương thức bán đấu giá mộc mạc, nơi nào cũng có thị trường, tội gì phải tức giận với một người đàn ông, đàn ông có thể có mấy ai là thứ tốt. Còn có, gả người thành thật là không có khả năng, đời này cũng không có khả năng hắn nghĩ như vậy, đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng. Mình vì sao sẽ có cảm giác nhập vai mạnh như vậy đối với cô gái, mình rõ ràng là thương binh sao. Vài giây sau, Trương Nguyên Thanh tỉnh ngộ lại, hắn bất chi bất giác bị nữ tính chất lượng cao ảnh hưởng, cách nghĩ thiên về nữ tính hóa, đáy lòng sinh ra ham muốn mãnh liệt đối với tiền tài cùng vật chất. Còn có vừa rồi thốt ra không hút thuốc lá, cũng là bị linh thể ông cụ ảnh hưởng. Ở sau khi hắn bước đầu ổn định tinh thần, vị linh thể thứ tư tới đây, đây là một người trẻ tuổi gầy yếu tuấn tú, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến tiểu nãi cầu sao loại từ ngữ này. Bề ngoài không kém gì mình, vẫn là hút linh thể đàn ông đi, bảo hiểm hơn an toàn hơn, thực gặp được loại chuyện đó, vẫn là mình ở bên trên. Hắn há mồm hút linh thể tiểu nãi cầu vào trong bụng. Tạp âm chói tai chấn động màng tai, đèn led lớn nhiều màu sắc xoay tròn, chế tạo ô nhiễm ánh sáng khiến người ta hoa cả mắt. Phóng mắt nhìn lại, tràn đầy bóng người chấp lên, đầu lắc lư, trong không khí còn có mùi thuốc lá gai mũi. Đây là một quán bar, Trương Nguyên Thanh cảm giác thân thể mình không chịu khống chế lắc lư, đồng thời cầm lên ly rượu trên ghế dài, chè chén với bạn bè bên cạnh. Vui sướng đầm đìa cảm xúc phát tiết, ở trong trống giống vui vẻ rượu cùng lắc lư đan sen, tiểu nãi cậu cùng bạn bè cậu ta thẳng đến 2 giờ sáng mới nghỉ. Hai người gọi Grab, quay về phòng thuê, người bạn thể trạng to lớn đỡ cậu ta mở ra cửa phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh tuy không thể khống chế thân thể, nhưng ý thức bản thân rõ ràng phát hiện người đang nhập vào say như chết mạch máu đại não đau đớn từng cơn hắn suy đoán đối phương là uống rượu quá lượng mà chết hoặc là đột tử đang suy đoán tiểu nãi cầu bị vứt ở trên giường người bạn giúp hắn cởi giày cởi quần đắp chăn dùng khăn tay ẩm thay hắn lau mồ hôi trên mặt người bạn này được đấy trương nguyên thanh thầm nhủ ý niệm vừa dâng lên hắn liền phát hiện người bạn bắt đầu cởi quần áo cùng xốc chăn lên nhanh chóng lột sạch tiểu nãi cầu Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cảm giác sự việc có chút không thích hợp. Lúc này, hắn nghe thấy tiểu nãi cẩu mơ mơ màng màng than thở. Lão công, người bạn đè ở trên người tiểu nãi cẩu, dơ lên vaseline trong tay, miệng đầy mùi rượu nói. Cong mông lên, cho em chút dầu. Đầu óc Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng, giống như xét đánh ngang tai. Không, 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 các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy. Trương Nguyên Thanh ở trong cực độ sợ hãi, cực độ kinh hoàng, cưỡng ép gián đoạn đọc lấy ký ức. Tòa nhà phòng khám bệnh, chỗ ngồi cạnh WC, Trương Nguyên Thanh bỗng mở mắt, như là gặp một cơn ác mộng, há mồm hít thở như thiếu oxy. Hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi thấm ướt lưng. "Tiểu tử, cháu không sao chứ?" Bác gái ngồi gần đó thân thiết hỏi. "Cháu đăng ký chưa, nơi nào không thoải mái?" Trương Nguyên Thanh khoát tay, tỏ vẻ mình không sao, lao đầu vào WC, mở ra vòi nước, vốc một vốc nước lạnh vỗ lên mặt. Đáng sợ, đàn ông quá đáng sợ rồi hắn đã thừa nhận thương tổn giới tính này không nên có quán cà phê dưới mái che nắng trương nguyên thanh bưng một chén cà phê nóng hầm hập ánh mắt dại ra nhìn bên đường đèn đường đèn xe đèn cửa hàng đan vào thành cảnh đêm nguyễn lệ phồn hoa hồi lâu sau hắn chút mạnh một ngụm sau đó như thở dài ra luồng khí đục ngầu trong lồng ngực như phun ra toàn bộ tinh thần ô nhiễm cắn nuốt linh thể tăng lên thực lực thật giống một đường ngang ngõ tắt hắn rốt cuộc biết vì sao thần giả du thái nhất môn không muốn cắn nuốt linh thể. Nếu mang thế gian so sánh bể khổ, người phàm chính là chiếc thuyền con chìm nổi trong đó, đau khổ quấn thân, mỗi người đều có bất hạnh cùng đau đớn của mình. Những cực khổ này sẽ theo linh thể, cùng nhau chuyển cho thần dạ du, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng số lượng tích lũy đến trình độ nhất định, tạo thành ô nhiễm tinh thần cực kỳ đáng sợ. Về lâu về dài, tinh thần phân liệt cũng là nhẹ. Nhưng lợi ích quả thật dựng sao thấy bóng, Hắn bây giờ giá trị kinh nghiệm là 46%, thời hạn kỹ năng giả dạ du chưa kéo dài, vẫn là 9 giây, nhưng tố chất thân thể có tăng lên tương đối rõ ràng, sinh mệnh lực, sức chữa trị cũng tăng trưởng. Đây là thu hoạch thật sự. Đúng rồi, mình còn không biết nguyên nhân cái chết của tên bóng kia. Không, mình không muốn biết một chút nào cả. Hắn lòng còn sợ hãi uống một ngụm cà phê. Chương 70, chị họ một Sáng sớm, biệt thự, phòng họp cỡ lớn đủ để chứa 30 người. Phó Thanh Dương đảo qua hai bên bàn dài, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, tựa như tầng mây tích tụ bão táp. Hắn dung mạo anh tuấn, có quý khí cùng ngạo khí của công tử thế gia, khi mặt không biểu cảm khí chàng cường đại, gây cho người ta áp lực tâm lý rất mạnh. Xuất động năm vị đội trưởng, mười mấy đội viên, cùng với mấy chục nhân viên trị an, nhưng vẫn để mê hoặc chị yêu chạy mất. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh lùng, tôi cực kỳ thất vọng đối với các người. Hai bên bàn hội nghị dài, những người tham dự hành động lần này ngồi đó, năm vị đội trưởng cùng 12 đội viên, Lý Đông Trạch và Quan Nhã cũng ở trong đó. Đối mặt thủ trưởng cấp chấp sự phê bình, các đội trưởng cúi đầu, không dám lên tiếng. Đại cơ bá muốn nói lại thôi, vẫn không nhịn được, thấp giọng nói. Phó Bách Phu Trưởng, u hướng vinh tựa như bị lực lượng tà ác nào đó ô nhiễm, trở nên đặc biệt cường đại, cũng đặc biệt điên cuồng, đây là nguyên nhân chúng tôi thất thủ. Hơn nữa, bản thân mê hoặc chi yêu chính là nghề nghiệp đỉnh cấp phó thanh dương thản nhiên nói thất bại chính là thất bại bất cứ lý do nào cũng là người nhu nhược lấy cớ từ chối thừa nhận mình thất bại ánh mắt hắn sắc bén đảo qua mọi người các linh cảnh hành giả bên cạnh bàn không ai dám đối diện với hắn ngoại trừ quan nhã quan nhã là cúi đầu nghịch móng tay không tập trung phó thanh dương tiếp tục nói bởi vì các người thất bại sự kiện đã thăng cấp một tên mê hoặc tri yêu bị thương nặng từng bị lực lượng tà ác ô nhiễm rất dễ dàng hoàn toàn mất khống chế lấy sự tàn nhẫn của mê hoặc tri yêu nhất định tạo thành lượng lớn thương vong. Nay toàn bộ tiểu đội linh cảnh hành giả thành phố Tùng Hải, toàn bộ tham dự đến trong điều tra, trong vòng 3 ngày, nếu không thể đánh gục u hướng vinh, tất cả các người cút về huấn luyện doanh cho tôi. Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Đường Quốc Cường các đội trưởng, sắc mặt khó coi nhìn nhau. Phó Thanh Dương cười nhạo nói, đương nhiên, ở trên chuyện này, tôi cũng rất thất bại, bởi vì tôi có sự chờ mong sai lầm đối với các người, đánh giá cao năng lực của các người. Cho nên, trong 3 ngày kế tiếp, tôi sẽ tự mình tham dự lùng bắt. U hướng Vinh đã muốn tìm kiếm danh sách cùng chén thánh, mục tiêu của hắn khẳng định sẽ chuyển rời đến người nhà triệu anh quân hoặc trên người phụ nữ có quan hệ thân mật, dọc theo tuyến này đi lùng bắt. Chợt đám cấp dưới gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ hàng hiệu, nói. Thời gian của các người không nhiều nữa, tan họp, quan nhã ở lại một chút, hội nghị kéo dài rốt cuộc chấm dứt, giờ phút này đã qua giờ ăn. Các linh cảnh hành giả có chút huệ oải đứng dậy, hướng cuối bàn dài không người, ngay ngắn có trật tự rời khỏi phòng họp. Năm vị đội trưởng đi ở phía trước, đại cơ bá cao 1m9 hạ giọng cả giận nói. Tôi không phủ nhận mình thất bại, nhưng phó bách phu trưởng không khỏi quá mức kiêu ngạo, hắn căn bản không ở hiện trường, không biết sự cường đại của U hướng vinh. Mặc quần áo bó sát, hắn sờ sờ vết chém thấm máu ở ngực, hầm hừ nói. Lúc chúng ta ở bên ngoài chém giết, hắn ngồi ở trên xô pha thủ công tại biệt thự, uống rượu ngon, hút xì gà, hưởng thụ mấy em gái tai thỏ phục vụ, đang nói ba em gái tai thỏ bưng điểm tâm lên lầu tiến vào phòng họp phục vụ trong biệt thự tất cả đều là em gái tai thỏ trẻ tuổi dáng người cao gầy dung mạo xinh đẹp bạch long vỗ nhẹ vào mông em gái tai thỏ một cái hạ giọng tôi nghe nói phó bách phu trưởng ở trong bạch hổ binh chúng có được nhân khí cực cao hắn là người duy nhất trong bốn đại công tử có thể cùng vị công tử kia của xích hỏa bang so sánh phó thanh dương là cuối năm ngoái từ thủ đô điều đến tùng hải nghe nói xuống dưới rèn luyện vài năm sau khi tích góp được tư cách và sự từng trải lại về thủ đô chính là nhân viên dự bị của đoàn trưởng lão đại cơ bá vừa nghe khẽ hừ nói lời đồn mà thôi thiếu chủ của chúng ta mới là xuất sắc nhất trong một lứa trẻ của ngũ hành minh thanh đằng thì nhìn về phía lý đông trạch đội trưởng lý thấy thế nào lý đông trạch ngậm một điếu thuốc lá a à một tiếng đương nhiên là vì có tiền các người là nghĩ như vậy nhỉ chẳng lẽ không đúng đội trưởng khác nước hắn một cái ngu xuẩn Lý Đông Trạch chỉ chỉ đầu mình, dùng cái não quả dưa không quá thông minh của các người cân nhắc một phen, thực đến một bước đó Phó Bách Phu trưởng nói, sự kiện ác liệt như thế, trung quy cần người chịu trách nhiệm chứ, chuyện lớn như vậy, về huấn luyện doanh là được. Phó Bách Phu trưởng nói bảo chúng ta cút về huấn luyện doanh, một ý tứ khác của câu này là, một khi xảy ra tình huống tệ nhất, toàn bộ trách nhiệm hắn gánh vác, chúng ta không cần bị cách chức, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, chỉ cần ở lại huấn luyện doanh 3 tháng, cho dù chúng ta làm hỏng chuyện nghiêm trọng như vậy chương 71, chị họ hai hắn lấy ra bật lửa điểm châm thuốc, nhún nhún vai, được rồi, làm việc đi, sớm một chút lôi ra tên khốn u hướng vinh kia. Trong phòng hội nghị, Phó Thanh Dương nhìn chầm chầm cô gái sửa móng tay, nhíu mày nói. Lý Đông Trạch nói chị bị thương, quan nhã thổi thổi móng tay, lại từ trong túi sách lấy ra gương trang điểm, vừa dặm phấn, vừa nói. Cậu có dám thì đánh, chị còn phải trở về làm việc khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra một mảng bất đắc dĩ, bác gọi điện thoại cho tôi, bảo chị tháng sau về nước, gặp một lần vị hôn phu người sắp xếp cho chị. Lúc chị trở về đã nói rất rõ ràng với bà ấy, chị sẽ không kết hôn vì gia tộc, tự bà ấy đồng ý làm vật hy sinh của gia tộc, không có nghĩa chị cũng nguyện ý. Quan nhã bốp gặp lại Hương trang điểm, nói, người phó ra các cậu rất nhàm chán. Thanh Dương à, sớm một chút cầm quyền đi, để mấy lão già kia dưỡng lão đi. Phó Thanh Dương trầm giọng nói chị không muốn kết hôn thì lấy ra chút thành thích đừng cả ngày chơi bời lêu lỏng lãng phí thiên phú vô ích các trưởng bối gia tộc chỉ tôn trọng cường giả ví dụ như tôi ví dụ như bà ấy như vậy đi tôi điều chị đến đội ngũ khác đi đội ba khu trường thái rất không tệ mỗi năm đều có thể lấy vài lần công bậc hai tập thể chị ở bên đó mạ vàng tôi cũng dễ có lý do từ chối bác đội hai của lý đông trạch nhân tài quá ít rất khó lập công quan nhã nhíu nhíu mày thở dài đội hai quả thật không chịu cố gắng chị rất khó từ chối. Lại nói, có thằng nhóc tới đội chúng tôi, rất thú vị, để chị quan sát một chút nữa. Cô thu lại gương trang điểm, sách túi sách đi về phía cửa, cười nói. Cậu vẫn là lo cho bản thân trước đi, u hướng vinh nếu đại khai sát giới ở Tùng Hải, chính là vết bẩn không lau đi được trên lý lịch của cậu, bọn họ sẽ không để ý tất cả ngăn cản cậu vào trường lão hội. Chị họ đi đây, bye. Sáng sớm, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai, đi về phía tòa nhà tổng hợp hắn hôm nay sắp xếp hành trình là buổi sáng tiết chuyên ngành giữa trưa cùng buổi chiều tìm lão ti cơ nói chuyện phiếm không là tìm các đồng nghiệp trao đổi cảm tình tăng tiến hữu nghị mở rộng xã giao dòng người top năm top ba tràn về phía tòa nhà tổng hợp vừa xuống lầu trương nguyên thanh nghe thấy có người đang gọi mình quay đầu nhìn lại là lý nhạc sinh cùng mấy người bạn học cùng lớp lý nhạc sinh dẫn theo mấy nam sinh đuổi theo mặt lộ vẻ chờ mong phát ra lời mời bọn tôi tính làm cuộc gặp mặt giao lưu với mấy nữ sinh Ngày cuối tuần này cậu muốn đi cùng hay không? Tôi nghe nói cậu là người địa phương Tùng Hải, gặp mặt giao lưu, nếu cuối tuần, ngay ngày kia. Trương Nguyên Thanh hơi trầm ngâm, nói, được. Lý Nhạc Sinh cùng mấy nam sinh nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười, vậy chúng ta thêm bạn tốt, ha, có cậu đi cùng, tin tưởng các nữ sinh sẽ nguyện ý ra ngoài chơi. Chúng ta cũng thêm bạn tốt một chút đi, chúng ta cũng thêm một chút. Mấy bạn học nam khác nhau nhau móc ra di động. Trương Nguyên Thanh cùng các học sinh thêm bạn xong, mọi người cùng nhau đi về phía tòa nhà tổng hợp lý nhạc sinh cười nói tôi nghe một nữ sinh cùng quê nói ngày hôm qua có nhân viên chị an tới gặp từ doanh doanh sau đó từ doanh doanh ở trong ký túc xá khóc lớn một trận nhân viên chị an đã xảy ra cái gì mấy nam sinh chấn động dù sao đối với sinh viên mà nói nhân viên chị an là quần thể vô cùng xa xôi lý nhạc sinh nói tôi nghe nói là kẻ có tiền kia bao nuôi từ doanh doanh gặp chuyện không may nhưng tình huống cụ thể không quá rõ nhân viên chị An tìm cô ấy là hỏi thăm tình huống người nọ. Sẽ không là ôm tiền chạy trốn chứ, bây giờ kinh tế đình trệ, tiền lệ kẻ có tiền vỡ nợ bỏ trốn nhiều lắm. Có người suy đoán, Trương Nguyên Thanh nghe các học sinh hóng hớt, ánh mắt đảo qua sinh viên lui tới, trong dòng người không quá chật trội, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Đó là một nữ sinh xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, mái tóc đen dài xóa ra, trang điểm trang sức trang nhã, chính là nữ nhân vật chính đề tài vừa rồi từ doanh doanh. Cô như chim nhỏ nép vào người rúc vào trên thân một người đàn ông, người đàn ông đó đeo khẩu trang, tóc cắn ngắn, chân mày thưa thớt, mép trên khẩu trang lộ ra một đoạn sẹo nhỏ. Còn người Trương Nguyên Thanh đột nhiên co rút lại, u hướng vinh, hắn lại nhìn từ doanh doanh, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện một ít manh mối. Từ doanh doanh vẻ mặt cứng ngắc, nhìn như rúc vào trong lòng u hướng vinh, nhưng càng giống bị hắn khoác vai uy hiếp. U hướng vinh sao có thể xuất hiện ở Đại học Tùng Hải? còn cùng một chỗ với từ doanh doanh, hắn làm sao dám xuất hiện ở Đại học Tùng Hải, hắn đang bị tổ chức chính phủ truy nã, là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là đầu óc có vấn đề. chương 72, trận chiến đầu 1, Trương Nguyên Thanh căng thẳng cả người, dừng bước, nói với bạn học bên cạnh. Các cậu đi trước, tôi gọi cuộc điện thoại, trước gọi điện thoại gọi hội rồi nói sau, hắn đi đến ven đường, móc di động, gọi điện cho Lý Đông Trạch. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy giọng nói nhắc nhở tắt máy. Hắn lại gọi di động cho quan nhã, vẫn tắt máy. Họp, đang bố trí hành động, hoặc là, ẩn núp ở phụ cận đại học Tùng Hải. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên các loại suy đoán, nếu là điều sau, vậy không có việc của mình, nhưng nếu là vì họp không liên hệ được, U Hướng Vinh làm tội phạm truy nã, không có khả năng ở đại học Tùng Hải lâu, bỏ qua cơ hội lần này thì quá đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mở ra danh bạ, gọi số điện thoại di động của Vương Thái được lợi từ thói quen xã giao hắn cũng lưu số điện thoại di động của vương thái vào trong danh bạ tuy vị nhân huynh này không thích nói chuyện không thích trao đổi mỗi lần tìm hắn tiếp xúc luôn là gói ai cần cút qua một bên đừng quan tâm ta chuyện gì giọng nói thiếu tinh khí thần của vương thái từ trong loa truyền đến tôi nhìn thấy u hướng vinh chính là hung thủ giết chết triệu anh quân vụ án này anh biết chứ biết nhưng cậu vì sao liên hệ tôi cậu nên liên hệ đội trưởng giọng điệu vương thái bình tĩnh trước sau như một anh không nên nói những lời đại loại ôi cái đệch sao, quá bình tĩnh rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm vừa nói nói, đội trưởng cùng lão ti cơ không liên hệ được, lão ti cơ là ai, cái này không phải trọng điểm. Trương Nguyên Thanh nói đơn giản một lần tình huống bên này, nói anh có thể liên hệ được linh cảnh hành giả tiểu đội khác không? Có thể, Vương Thái gõ phím lách cách, nói, tôi đã lấy tư liệu vụ triệu anh quân, triệu anh quân bao nuôi rất nhiều nữ sinh viên, trong đó có một người là thuộc trường học các cậu, tên là Từ Doanh Doanh căn cứ tình huống cậu dưa về, tôi đoán hắn là muốn từ trên người cô gái bên người Triệu Anh Quân tìm cửa đột phá. Thì ra ông chủ của từ doanh doanh là Triệu Anh Quân, khó trách ngày hôm qua có nhân viên chị An tìm tới cửa. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, Vương Thái tiếp tục nói, U hướng vinh, mê hoặc chị yêu cấp 3, mang lực lượng tả ác, trong vây giết hôm qua bị thương nặng, trình độ nguy hiểm giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũng không phải cậu có thể chống lại. Tôi thay cậu phân tích một phen, cách làm chính xác là theo dõi hắn, chờ đợi tổ chức trợ giúp, có thể lợi dụng kỹ năng giả dạ du quấy giày thích hợp, nhưng đừng chiến đấu quấn chân, bằng không cậu sẽ chết rất thảm. Tuy không giỏi kết giao quan hệ, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin. Trương Nguyên Thanh làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh, cùng mượn dùng dòng người xa xa theo đuôi u hướng vinh cùng từ doanh doanh. Đội trưởng và chỉ quan nhã không thể liên hệ, bọn họ có phải bố trí ngay tại phụ cận Tùng Hải hay không? Trương Nguyên Thanh ôm sự chờ mong hỏi, không, từ doanh doanh chỉ là một nữ sinh viên bình thường, không có giá trị. U Hướng Vinh này tinh thần đã có chút không quá bình thường. Vương Thái nói, bạn học nữ kia của cậu chết chắc rồi. Lấy sự tàn nhẫn của U Hướng Vinh, nhất định sẽ không để lại người sống. Lúc này, Trương Nguyên Thành thấy U Hướng Vinh ôm Từ Doanh Doanh, tiến vào bãi đỗ xe trong lòng đất tòa nhà tổng hợp. Hai người dọc theo đường dốc xuống phía dưới, biến mất ở trong tầm mắt. Bọn họ vào gara rồi, bây giờ không nói nữa, anh mau chóng thông báo thành viên tiểu đội khác không đợi đối phương đáp lại trương nguyên thanh cúp điện thoại nơi này yên tĩnh không thể giống vừa rồi dùng người qua đường làm lá chắn đi theo tiến vào bãi đỗ xe trong lòng đất khẳng định sẽ bị phát hiện trương nguyên thanh trầm ngâm vài giây cởi ba lô hai vai vứt ở trong vành đai xanh ven đường tiếp theo câu động lực lượng thái âm trong cơ thể xương đen hư ảo nổ tung ầm thân thể hắn bị mạnh mẽ lao đi sau khi thi triển dạ du hắn chạy như điên lao vào bãi đỗ xe trong lòng đất có giày khiêu vũ màu đỏ cùng kỹ năng dạ du cho dù đánh không lại u hướng vinh, chạy trốn là không thành vấn đề. Cho nên đáng giá mạo hiểm, từ doanh doanh cô gái này tuy hám lợi, nhưng tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh sống sờ sờ. Dưới tình huống đủ khả năng, Trương Nguyên Thanh sẽ không thấy chết mà không cứu, hơn nữa, u hướng vinh loại đầu óc có bệnh này, giải quyết sớm một chút, thái bình sớm một chút. Hắn không cần cố ý che giấu tiếng bước chân, bởi vì trạng thái dạ du có thể che giấu động tĩnh bản thân phát ra, thậm chí che giấu nhiệt lượng thân thể. Vừa lao vào bãi đỗ xe trong lòng đất, hắn đã nghe thấy giọng từ doanh doanh mang theo nước nở run run. Tôi, tôi không biết thứ anh muốn tìm ở nơi nào, tôi đi theo triệu anh quân chỉ là hướng tới tiền của anh ta, anh ta mỗi tháng cho tôi hai vạn, tôi liền làm bạn gái của anh ta. mươi 73, trận chiến đầu hai 2, 2, 2 vạn, mình trước khi chuyển chính thức, tiền lương một tháng mới hai vạn, tiền này cô kiếm cũng quá dễ rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, đuôi xe một chiếc xe hơi màu đen, vị trí sát tường, từ Doanh Doanh hoảng sợ đứng dán sát vào tường, U Hướng Vinh trong tay cầm dao, đứng ở một bên. "Đừng nói không biết với tao, đừng nói không biết với tao." U Hướng Vinh ánh mắt hung dữ, như bị thần kinh quát khẽ. "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, Triệu Anh Quân có từng hướng mày lộ ra tin tức chén thánh cùng danh sách hay không?" "Tôi, tôi thật sự không biết anh nói là cái gì." Từ Doanh Doanh mắt đỏ bừng, nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi. U Hướng Vinh im lặng vài giây, tiếng thở dài mỏi mệt quanh quẩn ở bãi đỗ xe trong lòng đất con người của hắn sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi vẻ mặt dưới khẩu trang biến thành dữ tợn điên cuồng mang theo một chút điên cuồng lẩm bẩm cho mày cơ hội mày không còn dùng à cho mày cơ hội mày không còn dùng à bàn tay răng kín vết chai của u hướng vinh bóp chặt cái cổ trắng nõn của từ doanh doanh cánh tay trắng kiện nhấc cô lên sắc mặt từ doanh doanh nháy mắt đỏ lên lại từ đỏ biến thành tím hai chân đạp lung tung đôi mắt trắng giã u hướng vinh lộ ra nụ cười dữ tợn sung sướng sau đó đưa mũi dao lên vì vào ngực từ doanh doanh. Đang lúc hắn tính đâm mũi dao vào trái tim cô gái này, đột nhiên, trực giác của mê hoặc chi yêu hướng hắn vận chuyển tín hiệu nguy hiểm, lông tơ mở u bàn tay đột nhiên dựng lên. Phụ cận không có ai, không có bất cứ động tính cùng khác thường nào. Nhưng hắn lại cảm nhận được cơn lạnh toát phát ra từ trong lòng, có nguy hiểm không thể biết trước đang tới gần hắn, bao phủ hắn. Linh cảnh hành giả, u hướng vinh kinh nghiệm phong phú lập tức ý thức được mình đã gặp linh cảnh hành giả tập kích, hắn bóp cổ từ doanh doanh, bằng vào cảm giác, hung hăng ném cô về phía sau. Bốp, từ doanh doanh đập mạnh lên mặt đất, quay cuồng mấy mét, ngất đi. Thấy kẻ tập kích không cứu cô gái này, u hướng vinh bịch 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 lui về phía sau, đồng thời, chém ra con dao dài về trước mặt. Lưỡi dao sắc bén vẽ ra một đường cong sáng như tuyết, trong hư không phía trước chuyển đến tiếng vang sắc bén đinh, bắn ra đốm lửa chói mắt. Hắn chém trúng vũ khí của đối phương, u hướng vinh bằng vào xúc cảm binh khí va chạm, phán đoán ra vị trí kẻ địch, lập tức bành trướng cơ bắp phần chân, cả người tựa như lắp lò xo, so, quỷ gối, tung người lên gối. Tiếng ầm vang lên trầm đục, hai đầu gối u hướng vinh cảm nhận được cảm giác đả kích vào vật thật, bên tai vang lên tiếng người đánh lén kêu rên. Ngay sau đó, trong hư không bay ra một người, một sinh viên trẻ tuổi, mặc quần thể thao áo bóng chày, ngũ quan không tệ, khí chất dạng dỡ, trong tay nắm một cây chày đồng thao dài bằng nửa cánh tay. Thần dạ du, u hướng vinh lập tức hiểu ra, biết vì sao tối hôm qua tập kích sẽ đến nhanh như vậy. Biết trận chiến vây giết kia suýt nữa bỏ mình bắt nguồn từ ai. Tinh thần ở trạng thái không bình thường, trong mắt hắn hiện lên hung ác cùng thù hận, sinh ra sát khí cùng tâm lý trả thù mãnh liệt đối với thần giả du trước mắt. U hướng vinh cầm con dao dài tung người lên, lực bật nhảy cường đại khiến hắn lướt qua khoảng cách mười mấy mét, hung ác phổ tới sinh viên đang quay cuồng dưới đất. Khí thế hung hắn tựa như bạo long hình người, nhìn thấy một màn này, Trường Nguyên Thanh suýt nữa hô to, xin lỗi quấy dày, hảo hán tha mạng. Hắn không thử bò dậy, mà là theo quán tính tiếp tục quay cuồng, đồng thời câu dẫn lực lượng thái âm, lại một lần nữa tiến vào trạng thái dạ du. Hắn đang quay cuồng đột một biến mất ở tầm nhìn của U Hướng Vinh, vị mê hoặc chị yêu này mất đi mục tiêu. Sau khi tránh thoát cú vổ, Trương Nguyên Thanh trong trạng thái tàng hình khom lưng, chạy vội đến cạnh một chiếc xe trắng bên trái, dựa lưng vào bánh xe, há mồm to thở dốc. Vừa rồi một cú lên gối đó, thiếu chút nữa đánh hắn tim dừng đập. Đau chết mất, ngực đau đớn cũng hắn sắc khiến mặt trắng bệch, hít thở cũng cảm thấy đau đớn, may mắn thần giả du sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa có được năng lực tự lành khả quan, chút thương thế này rất nhanh có thể bình phục. Nhưng Trương Nguyên Thành cũng thông qua vừa rồi giao thủ, nhận thức được thực lực hai bên tranh lệch. Vị mê hoặc chị yêu này có được trực giác sâu sắc cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa lực lượng thân thể cường đại vô cùng, tựa như là nghề nghiệp loại hình cận chiến. Lúc này, hắn nghe thấy rầm một tiếng, U Hướng Vinh nhảy lên nóc một chiếc xe hơi màu đen cách mất mét. Một đôi mắt hung dữ của U Hướng Vinh đảo qua bãi đỗ xe trong lòng đất, giọng điệu âm lạnh. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn không nên ở Tùng Hải, mày là thần Dạ Du ngũ hành minh. Chương 74, trận chiến đầu 3. hư, vẻn vẹn thần Dạ Du cấp 1, dám đánh lén tao. Để tao nghĩ một chút, kỹ năng Dạ Du cấp 1, thời gian ẩn thân sẽ không vượt qua 20 giây, mày có thể nấp tới khi nào? U hướng Vinh rất xác định đối phương là thần giả du cấp 1, nếu là cấp 2, trong giao thủ vừa rồi, hắn sẽ không chiếm được lợi thế. Mà nếu là cấp 3, vậy bây giờ phải chạy trốn chính là mình. Bị thương nặng suy yếu, hắn không có khả năng đánh lại thần giả du cùng cấp, thần giả du cùng mê hoặc chi yêu giống nhau, đều là nghề nghiệp hàng đầu. 20 giây, người cũng quá để mắt ta rồi, ta nhiều nhất 10 giây. Trương Nguyên Thanh giúp ở cạnh bánh xe, nhín thở, kẻ này mạnh đến thái quá, hơn nữa còn chưa thi triển kỹ năng của mê hoặc chi yêu, để ta nghĩ một chút năng lực của mê hoặc chi yêu. Hắn nhớ lại tình báo trong diễn đàn chính phủ có liên quan mê hoặc chi yêu. Loại nghề nghiệp tà ác này ở cảnh giới siêu phàm, có được năng lực chiến đấu mạnh mẽ, sau khi giết người sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, chiến đấu càng cao hơn một tầng. Mặt khác, một khi hai bên xảy ra chiến đấu, mê hoặc chi yêu có thể lấy phương pháp đặc thù đánh dấu đối phương, cho dù con mồi chạy mất, bọn họ cũng sẽ bám mãi không tha đuổi giết. Cuối cùng, chính là năng lực trung tâm của siêu phàm cảnh mê hoặc. Mê hoặc thuộc về kỹ năng loại tinh thần khống chế, chủ động phóng thích, phối hợp năng lực cận chiến siêu mạnh, quả thực khó giải. Lúc này, 10 giây kết thúc, bóng dáng hắn phát thảo ra. Ngay sau đó, tiếng xé gió như gào thét bên tai, trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, biết là u hướng vinh công kích đến, hắn thậm chí không dám nhìn lại, ở ngay tại chỗ bổ nhào quay cuồng về phía trước, ẩn thân lần nữa. Dầm, thân chiếc xe hơi màu trắng bị đòn roi chân vụt lõm xuống một vết thật sâu, tiếng cảnh báo quanh quẩn trói tai. Ánh mắt u hướng vinh lạnh lùng nhìn quét quanh mình, vừa giữ sự đề phòng, vừa dùng lời nói kích thích đối phương. Xem bộ dáng mày, là sinh viên đại học Tùng Hải nhỉ, có biết đối với linh cảnh hành giả mà nói, bại lộ thân phận liền ý nghĩa hỏa tới người nhà hay không? Đã biết mày là sinh viên, tao có thể tốn chút thời gian chậm rãi tìm ra mày, sau đó giết mày, lại diệt cả nhà mày. Nói xong đoạn lời này, u hướng vinh nắm chặt con dao dài trong tay trong lòng yên lặng đếm ngược đợi tay mơ kia hiện hình hoặc là tập kích đồ điên trong lòng trương nguyên thanh trầm xuống tuy biết đối phương là khích tướng nhưng không thể không nói hắn đã bắt đầu tức giận hơn nữa quả thật sinh ra kiêng kỵ mãnh liệt trương nguyên thanh tránh ở đuôi xe một chiếc xe khác đầu óc vận chuyển tốc độ cao suy nghĩ kế sách đối địch thằng cha này trực giác rất đáng sợ nếu không làm được một đòn giết luôn mình vẫn không cần mạo hiểm đánh lén nhưng không thể ẩn nấp mãi thể lực của mình nhiều nhất chống đỡ mình thi triển hai lần dạ du nữa, sau đó cũng chỉ có thể bỏ chạy, mà nhân viên chính phủ không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới. Nếu để kẻ này chạy mất, mình cùng nhóm người bà ngoại liền nguy hiểm. Mê hoặc chị yêu ba kỹ năng, cuồng bạo, đánh dấu cùng mê hoặc, cái thứ nhất không giết người thì không cần cân nhắc. Cái thứ hai, mình quá nửa đã bị đánh dấu, nhưng giả du có thể che chắn cảm giác của hắn. Thật sự phải kiêng kỵ là năng lực cận chiến, cùng với kỹ năng mê hoặc của hắn ai nếu bây giờ là buổi tối thì tốt rồi trong khi suy nghĩ xoay chuyển trương nguyên thanh đã chế định xong một kế hoạch đó chính là để giày khiêu vũ màu đỏ đảm đương chủ công chủ nhân vô dụng ở bên phụ trợ tìm cơ hội đánh lén vừa lúc có thể thử tiêu chuẩn đối địch của đạo cụ loại quy tắc này phanh u hướng vinh một lần nữa nhảy lên nóc xe ở cao hướng xuống quan sát bãi đỗ xe trong lòng đất hắn thầm đếm thời gian chờ đợi kẻ địch thoát ly trạng thái dạ du, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng dẫm trận tại chỗ quỷ dị. Tiếng bước chân bất thình lình quanh quẩn ở trong bãi đỗ xe trống trải, khiến trong lòng u hướng vinh kinh nghiệm phong phú cũng dùng mình, phản xạ có điều kiện cầm đao quay người, bày ra tư thế để phòng. Sau đó, hắn thấy rõ ngọn nguồn tiếng dẫm trận tại chỗ quỷ dị. Đó là một đôi giày khiêu vũ màu đỏ kiểu u mới tinh, ở cách hắn 3 mét trong không gian trống trải u tĩnh cùng lên cùng xuống, tựa như có người vô hình đang đi nó dẫm trận tại chỗ, một màn này âm trầm khủng bố có thể khiến người thường bị dọa hai chân nhũn ra, phát ra tiếng thét chói tai. Đạo cụ loại thần quái, ở cùng lúc u hướng vinh thấy giày khiêu vũ màu đỏ, một tin tức xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Người nguyện ý nhảy với ta một điệu không, nếu nguyện ý, xin dẫm trận tại chỗ. chương 75, chém giết một, khiêu vũ, u hướng vinh ngẩn ra, đầu óc trong lúc nhất thời chưa kịp xoay chuyển. Đạo cụ loại thần quái này thế mà lại mời hắn khiêu vũ. U hướng vinh cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng ở thời điểm chiến đấu khiêu vũ với giày nhảy của kẻ địch, lập tức cắn chót lưỡi, hướng lưỡi dao dài sáng choang phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Làm linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, lại là nghề nghiệp tà ác, hắn chiến đấu không ít với thần giả du, biết được đặc tính kỹ năng của nghề nghiệp này. Đạo cụ loại thần quái lấy quỷ dị chứ danh, u hướng vinh từng bị một món đạo cụ thần quái dây dưa vài ngày, cực kỳ khó chơi. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là lực sát thương thực tế có chút không đủ. Mặt khác, đạo cụ loại thần quái phổ biến e ngại thứ dương khí tràn đầy, giống loại đạo cụ nghi ngờ sống nhiều oán linh này, một ngụm máu đầu lưới có thể áp chế. Vấn đề không lớn, dài khiêu vũ màu đỏ cùng lên cùng hạ xuống chờ đợi vài giây, thấy nhân loại trước mắt không muốn khiêu vũ với mình, tựa như tức giận, thân dài hiện lên ánh sáng yếu ớt màu đỏ sập, ở trong tiếng cốp cốp rồn rập, lao về phía u hướng vinh. U hướng vinh nguy nga bất động chờ đợi giày khiêu vũ màu đỏ tới gần, ở lúc nó nhảy về phía đầu xe công kích mình, bình tĩnh chém ra con dao dài, ý đồ khiến oán linh sống nhờ ở trong giày bị thương nặng. Nhưng, lưỡi dao chém qua giày khiêu vũ, lại chưa có xúc cảm chém chúng vật thực, đôi giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị này giống như ở một thời không khác, không tồn tại ở hiện thực. ầm ầm ngay sau đó, ngực, khuôn mặt u hướng vinh đã bị hung hăng đạp hai phát. Hắn cảm nhận được cảm giác đau đến trái tim rừng đập, khó có thể hít thở của Trương Nguyên Thanh vừa rồi, đồng thời, khuôn mặt nóng rát đau đớn, trong mũi chảy ra chất lỏng ấm áp. Đây, đây không phải đạo cụ nghề nghiệp thần dạ du. U hướng vinh vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, kinh nghi bất định nói. Hư không, đặc tính đạo cụ này, thoạt nhìn có chút giống nghề nghiệp nào đó của nước ngoài. Một tên thần dạ du cấp 1, sao có thể có được đạo cụ nghề nghiệp nước ngoài? Không kịp nghĩ nhiều, trong tầm mắt u hướng vinh, đôi giày khiêu vũ quỷ dị kia thay đổi phương hướng, một lần nữa đạp tới. Hắn không để ý đi lau máu mũi, hai cánh tay giơ ngang trước ngực, ầm ầm hai tiếng, vị mê hoặc chi yêu này bị đạp từ nóc xe lăn xuống. U hướng vinh hoặc bổ nhào tới, hoặc sung phong, hoặc quay cuồng, hoặc mượn dùng xe tránh né, ở bãi đỗ xe rộng lớn trong lòng đất trần trọc xê dịch, hắn tránh được đại bộ phận cú đạp của giày khiêu vũ màu đỏ. Nhưng vẫn bất hạnh bị đạp chúng mấy lần, mỗi lần dẫm đạp đều khiến hắn đau đớn vô cùng, thương thế đêm qua kịch chiến lưu lại phát tác, nội tạng chảy ra tơ máu. Chủ nhân vô dụng thật, thật mạnh, Trương Nguyên Thanh đứng xem giày khiêu vũ màu đỏ chiến đấu, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm hắn một lần nữa khắc sâu ý thức được đạo cụ loại quy tắc đáng sợ nó đuổi giết không thể bị phá hư không thể gián đoạn mục tiêu chỉ có thể bị động thừa nhận nó đuổi giết trừ phi phá giải quy tắc của nó đó chính là khiêu vũ nhưng đây là điều không thực tế cho dù u hướng vinh khuất phục với giày khiêu vũ màu đỏ cố nén xấu hổ nhảy điệu clarkit mình cũng sẽ ra tay can thiệp khiến vũ đạo của hắn xuất hiện sai lầm mà điệu nhảy có sai lầm tất cả uổng phí chẳng qua Trương Nguyên Thanh cũng đã có nhận thức rõ ràng đối với sự cường đại của mê hoặc chi yêu, lấy lực đạp của giày khiêu vũ màu đỏ, u hướng vinh thế mà cũng có thể chống đỡ được. Thân thể kiên cường, dẻo dai đáng sợ, u hướng vinh sẽ không ngu ngốc chờ chết, chờ sau khi hắn ý thức được mình chỉ có thể bị động chịu đòn, không thể đánh trả, hắn khẳng định sẽ lựa chọn bỏ chạy. Trương Nguyên Thanh đầu óc tỉnh táo, hắn phải đánh lén ở trước khi đối phương đào tẩu. Không cầu giết địch, nhưng nhất định phải bám trụ hung thủ giết người này. ầm ầm u hướng vinh lại một lần không kịp tránh bị giày khiêu vũ màu đỏ đá hai phát vào mặt đạp hắn lảo đảo lui về phía sau đạp hắn trước mắt tối sầm đầu váng mắt hoa cơ hội trương nguyên thanh như báo săn lao ra hắn cầm chảy phục ma chạy như điên chạy ra một đường vòng cung vòng đến phía sau u hướng vinh hung hăng hướng sau lưng gã đẩy ra chảy phục ma ông đột nhiên một màn ánh sáng màu trắng dày đặc như sương mù chặn mũi nhọn ba cạnh của chảy phục ma Luồng lực lượng này bắt nguồn từ yêu bài đồng xanh tay trái u hướng vinh nắm chặt, một tấm yêu bài cổ đại răng kín vết nước cùng vết máu, như là vật phẩm của binh sĩ giải nhiều kinh nghiệm xa trường nào đó. Đây là món đạo cụ phòng ngự kia của Triệu Anh Quân. Chương 76, chém giết hai, đạo cụ loại phòng ngự. Trương Nguyên Thanh đánh lén thất bại trong lòng dùng mình, bước ra, vòng quanh u hướng vinh đi nhanh, chạy phục ma trong tay lần lượt đánh vào bức tường hào quang màu trắng, đập ra từng vầng sáng như gợn sóng. Một lần này, có giày khiêu vũ màu đỏ yểm hộ, hắn chưa bị vị mê hoặc chị yêu này giết trong chớp mắt, mạo hiểm tránh được vài lần lưỡi dao cùng quyền cước. Giác, suốt cuộc, ở dưới chảy phục ma cùng giày khiêu vũ màu đỏ đã kích tần suất dày đặc, yêu bài đồng xanh nước thành mảnh vỡ, ánh sáng trắng tán loạn thành vụn ánh sáng. Mà lúc này, thời gian dạ du của Trương Nguyên Thanh chấm dứt, thân thể hiện ra. U hướng vinh như chỉ đang chờ đợi giờ khắc này, đáy mắt chợt toát ra màu đỏ tươi, nổi lên phù văn vặn vẹo tà dị. Mê hoặc, đầu óc Trương Nguyên Thanh vang ầm một tiếng, mất đi năng lực suy nghĩ, như quên mình đang chiến đấu, cùng lúc, một thanh âm quanh quẩn ở trong đầu. Buông vũ khí, đừng phản kháng, buông vũ khí, đừng phản kháng, u hướng vinh cười lên dữ tợn, vùng lưỡi dao dài về phía cổ thần giả du trẻ tuổi. Mục đích hắn tình nguyện thừa nhận đôi giày nhảy đáng sợ kia công kích, cũng không sử dụng đạo cụ phòng ngự này, chính là đang đợi thần giả du chủ động ra tay tập kích. Đạo cụ đến từ nghề nghiệp thám báo này sớm đã tổn hại một nửa, nếu sớm sử dụng, nhiều nhất là ngăn cản giày nhảy một lát sẽ hoàn toàn hư hao. Dứt khoát nhẫn nhịn, cố ý để lộ sơ hở, dụ dỗ, dỗ đối phương chủ động ra tay. Như hắn dự liệu, thần giả Du trẻ tuổi này thiếu kinh nghiệm, không nhẫn nại được, quả nhiên mắc mưu. Nhưng, ngay trước khi mũi dao xẹt qua cổ thần giả Du trẻ tuổi, U Hướng Vinh thấy thân thể đối phương chợt sụp xuống, lưỡi dao dán ra đầu đảo qua, chém rụng vài sợi tóc. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia đuổi cùng giết tận đối với mình không biết khi nào xuất hiện ở trên chân thần dạ du, cũng ép hắn làm ra một động tác đứng tấn, tránh được mình cắt hiết hầu. Cùng lúc đó, thần giả du vốn nên bị mê hoặc, đáy mắt chợt xuất hiện ánh sáng vàng rực, nháy mắt thoát khỏi trạng thái ý loạn thần mê, đôi chân bắn ra, mang chính mình dùng sức hút về phía u hướng vinh. U hướng vinh hoàn toàn không ngờ được sẽ là tình huống như vậy, không ngờ được vẻn vẹn thần dạ du cấp 1, thế mà có thể thoát khỏi mình mê hoặc. Mà lúc này, hắn còn duy trì tư thái vung dao, không thể thu lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chảy đồng thao kia đâm về phía ngực mình. Phốc, máu thịt xé rách, mũi chảy phục ma bộc phát ra một vầng hào quang màu vàng lẫm liệt, thiêu đốt hết sinh cơ trong lồng ngực. U hướng vinh trước mắt tối sầm, đau suýt nữa ngất, nhưng hắn dù sao cũng là mê hoặc chi yêu thân trải trăm trận, khi sắp chết bùng nổ tiềm lực, cánh tay phải kéo về, kéo lưỡi dao dài cắt về phía cổ họng thần giả du. Đồng thời, gồng cơ bắp cánh tay trái, giật khớp cùi chỏ để nắm tay trái hóa thành một cây thương lớn chứa đầy lực đạo, đâm, bóp, về phía bả vai kẻ địch. Trương Nguyên Thanh chợt ngửa đầu một cái, tránh thoát lưỡi dao cắt cổ, sau đó bị u hướng vinh đấm trúng bả vai, đánh bay đi như bao cát rách. Dầm, Trương Nguyên Thanh va vào trên một chiếc MPV, hút cửa sổ xe răng kín vết nứt, thân thể rơi xuống còn chưa chạm đất, đã bị lau đi từng tấc một, biến mất ở trong tầm nhìn của u hướng vinh. Hắn lại một lần nữa tiến vào trạng thái dạ du, u hướng vinh cũng không nhìn hắn, thất tha thất thểu chạy về phía từ doanh doanh. Trái tim của hắn đã bị phá hủy, bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có tinh huyết người sống, hắn cần giết người để mình tiến vào trạng thái cuồng bạo. Sau đó lao ra khỏi bãi đỗ xe trong lòng đất, huyết tẩy vườn trường, lấy đặc tính khát máu của mê hoặc chi yêu, chữa trị thương thế, nghịch chuyển sinh tử. Chỉ là cứ như vậy, giá trị đạo đức của hắn nhất định ngã xuống dưới 60, bị linh cảnh truy ná, bị linh cảnh hành giả toàn thành phố vây giết, nhưng bây giờ không để ý được nhiều như vậy. Cốp 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 hai luồng ánh sáng mơ hồ màu đỏ sậm bóng dưng hiện lên, hóa thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh, chặn giết U Hướng Vinh. Vào lúc này U Hướng Vinh nghe được, tiếng bước chân này quả thực chính là chuông tang, là thần chết thở dài, là Diêm Vương tuyên án. Phanh phanh, mặt U Hướng Vinh bị dẫm đạp, máu thịt trên mặt be bét, hắn không chịu khống chế ngửa đầu ngã xuống, nhưng ở một khắc cuối cùng, U Hướng Vinh vung ra lưỡi dao trong tay. Vũ khí tổng độ dài 40 cm, hóa thành một tia sáng bạc bắn về phía Tử Doanh Doanh nơi xa ánh mắt u hướng vinh nhìn chằm chằm mũi dao đinh đột nhiên đốm lửa bắn tung tóe con dao bị một cây chảy đồng thao vươn ra từ hư không gạt bay ở bên cạnh từ doanh doanh đột nhiên hiện ra một bóng người chính là trương nguyên thanh nhìn thấy một màn này mong chờ trong mắt u hướng vinh chuyển biến thành tuyệt vọng cùng không cam lòng chương 77, chém giết ba lúc này giày khiêu vũ màu đỏ từ trên trời giáng xuống dẫm lên trên mặt hắn dẫm sụp mũi dẫm rách môi dẫm hai con mắt bắn ra tay chân u hướng vinh co giật vài cái, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngã ngồi ở bên cạnh từ doanh doanh, phun ra một hơi thật dài, như hư thoát. Hắn giờ phút này trong lồng ngực quay cuồng khí hung bạo, tay chân không ngừng run rẩy. Đây không phải sợ hãi, là adrenaline tăng vọt mang đến tinh thần phấn khởi. Người ta ở lúc nguy hiểm cần tự cứu gấp, adrenaline sẽ điên cuồng thiết ra, dưới loại trạng thái này, mọi người sẽ làm được giết người không chớp mắt trên ý nghĩa thật sự. Tục xưng, bốc, kế hoạch tác chiến thành công. Trước khi đánh trận này, hắn đã rất rõ, duy nhất cần tránh né là kỹ năng mê hoặc của đối phương, bởi vậy ở trước khi quyết định đánh lén, đã tiến hành hiến tế đối với chảy phục ma. Trong công năng của chảy phục ma, có một hạng là tình hóa. Mà hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ là chỗ dựa để hắn giam áp sát chiến đấu, quả thật giúp hắn né tránh công kích cắt cổ chí mạng. Đánh dấu, mê hoặc, cuồng bảo, cận chiến, toàn bộ năng lực của U Hướng Vinh, hắn đều tính toán rõ ràng, làm nhầm vào, thế này nếu còn đánh không thắng, Trương Nguyên Thanh cảm thấy không cần thiết lăn lộn nữa. Sau khi thở dốc vài phút, Trương Nguyên Thanh bình ổn cảm xúc kích động, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh, ngài đánh chết một vị mê hoặc trị yêu cấp 3, đạt được 30 điểm giá trị đạo đức, 15 điểm thanh danh, thanh danh mở ra. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vội vàng mở ra giao diện thuộc tính nhân vật, phát hiện có thêm ô thanh danh. Thanh danh, giết chết linh cảnh hành giả trận doanh đối địch sẽ thưởng thanh danh. Làm người chơi game lâu năm, hắn đối với thanh danh cũng không xa lạ, nhưng không biết thanh danh trong thế giới linh cảnh có ích lợi gì. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, quyết định trước mặc kệ, quay đầu đăng nhập diễn đàn tổ chức kiểm tra. So sánh với linh cảnh ban thưởng thanh danh, chiến lợi phẩm trong hiện thực càng làm hắn để ý hơn. Hắn đứng dậy đi đến cạnh xác u hướng vinh, đá trong mắt đến gầm xe, lại kéo cái xác tới bóng tối ở góc. Cẩn thận lục lọi trên cái xác, tìm được một cái điện thoại di động, một cái ví tiền. Điện thoại di động là kiểu cũ chỉ có thể gọi điện, ví tiền trái lại căng phòng, mở ra nhìn, bên trong có một sấp tiền giá trị lớn trăm tệ, một tấm căn cước công dân giả. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đếm một lần, thân là một tên tội phạm truy nã, trên người chỉ mang hơn 1.500 tệ, có ra dáng không? Xung công, hắn rút tiền ra, đựng vào trong ví. Tiếp theo, hắn đi đến nơi xa, nhặt lên con dao sắc bén kia. Khoảnh khắc tiếp xúc đến vũ khí, một dòng tin tức xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tên, Dao khát máu, loại hình, vũ khí, công năng, chảy máu, khát máu, phá giáp, giới thiệu, vị mê hoặc chị yêu cường đại nào đó lấy tinh huyết của mình nuôi nấng dao này, lâu ngày, nó trở nên cực kỳ khát máu. Lưỡi dao của nó có thể cắt được sắt thép cứng rắn, vết thương bị nó chém chúng rất khó khép lại, nó sẽ hấp thụ tinh huyết con mồi, tặng lại cho chủ nhân, khiến kẻ đó càng cường đại hơn. Ghi chú, đau không muốn chém chủ nhân, không phải một cây đau tốt. Cây dao này bộ dáng rất châu bò, vừa rồi nếu để nó giết chết từ doanh doanh u hướng vinh có thể đạt được binh khí bù đắp ngược lại may mà mình có sự chuẩn bị canh giữ ở bên người từ doanh doanh trương nguyên thanh lại chạy về cảnh sát u hướng vinh cởi xuống vỏ đao sau thắt lưng hắn trang bị ở trên người mình sau đó cắm dao khát máu vào vỏ đao con dao này trước mắt vẫn là vật vô chủ muốn làm nó nhận chủ rất đơn giản thu vào ô vật phẩm là được nhưng trương nguyên thanh tạm thời còn chưa muốn nhận nó bởi vì ghi chú trong tin tức vật phẩm làm người ta có chút hoảng hốt. Dao khát máu hẳn là thuộc về đạo cụ loại trả giá, dòng ghi chú kia chính là trả giá để sử dụng nó. Kết hợp giới thiệu của con dao này, Trương Nguyên Thanh đại khái có thể đoán ra trả giá của cây dao này là gì, đơn giản hai loại, một, người đạt được con dao này đều sẽ bị nguyền rủa, cuối cùng chết thảm. Hai, con dao này cần chủ nhân định kỳ dùng tinh huyết nuôi. Khả năng này lớn nhất, lại là cho ăn tinh huyết, một chiếc chảy phục ma đã khiến mình thiếu máu nếu lại thêm dao khát máu này anh muốn em sống sao lúc này trương nguyên thanh nhìn thấy giày khiêu vũ màu đỏ cốp 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 đi đến trước mặt mình nâng lên hạ xuống một dòng tin tức hiện lên người nguyện ý nhảy với ta một điệu không nếu nguyện ý mời dẫm trận tại chỗ hắn lúc này mới nhớ tới còn chưa thu đạo cụ này về ô vật phẩm đang muốn từ chối cùng thu hồi đạo cụ trong đầu bỗng nhiên thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở chú ý mỗi một lần sử dụng nên đạo cụ cần nhảy một lần nếu từ chối giày khiêu vũ màu đỏ sẽ không thưởng thức ngươi nữa, cũng khởi sướng đuổi giết đối với ngươi. Chương 78, che giấu 1. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc từng chút một há hốc mồm, đây là lần đầu sử dụng ở trong hiện thực sau khi hắn thu phục giày khiêu vũ màu đỏ, hoàn toàn không ngờ được sử dụng đạo cụ loại quy tắc này còn cần trả cái giá này. Không khiêu vũ với ta sẽ giết ngươi, thế này cũng quá xỏ lá rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh tươi cười đầy mặt đứng dậy, vô cùng hân hạnh. Rất nhanh, trong bãi đỗ xe chống trải yên tĩnh vang lên tiếng dẫm chân thanh thúy. Một lần này Trương Nguyên Thanh chưa kích phát bệnh cũ, mà là bằng vào thể chất siêu phàm hoàn thành một điệu nhảy, nhưng bước nhảy liên tiếp mắc lỗi. May mắn, thân là chủ nhân, hắn chưa gặp giày khiêu vũ màu đỏ công kích. Nhảy xong, giày khiêu vũ màu đỏ chân phải vắt về phía sau, kiếng hai mũi chân, làm một cái lễ nhún đầu gối. Vừa thu giày khiêu vũ màu đỏ về ô vật phẩm, vành tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng bước chân dồn dập từ đường dốc truyền đến theo tiếng nhìn lại, hắn nhìn thấy Lý Đông Trạch dẫn quan nhã, dẫn bảy tám linh cảnh hành giả lạ mặt, chạy như điên lao vào bãi đỗ xe trong lòng đất. Bọn họ có người cầm súng, có người cầm đao, có người ôm mèo võ trang hạng nặng. May mắn, may mắn đã khiêu vũ xong, Trương Nguyên Thanh vô cùng may mắn, cửa vào bãi đỗ xe trong lòng đất, bóng người chen chúc. Lý Đông Trạch một tay chống gậy, một tay cầm súng, sau khi lao vào bãi đỗ xe trong lòng đất, ánh mắt sắc bén nhanh chóng xem xét hiện trường. Hắn đầu tiên nhìn thấy Từ Doanh Doanh hôn mê bất tỉnh, sau đó là vết máu không quá rõ ràng trên mặt đất, mấy chiếc xe riêng thân có hư hao. Thân là thám báo, Lý Đông Trạch không khó nhìn ra nơi này từng xảy ra chiến đấu ngắn ngủi mà hung hiểm. Mà Từ Doanh Doanh chưa chết, thì nói rõ tình huống còn chưa tới mức tệ nhất. Vài vị linh cảnh hành giả cảnh giác tương tự nhanh chóng đảo qua hiện trường, sau đó, nhìn thấy một bóng người từ trong bóng tối đuôi xe cách đó không xa đi ra. Nháy mắt, mọi người theo bản năng xoay họng súng nhắm hắn đừng nổ súng, là tôi. Trương Nguyên Thanh vội vàng dơ cao hai tay, đồng thời đánh giá linh cảnh hành giả khác ngoài quan nhã cùng Lý Đông Trạch. Tráng hán mặc bộ đồ tập thể hình, nhìn giống huấn luyện viên phòng tập thể hình, chiều cao ít nhất 1m9, cơ bắp bành trướng từng khối, tràn ngập cảm giác lực lượng, trên tay đeo nửa cái bao tay màu đỏ. Người phụ nữ đẹp mặc sườn xám tranh thủy mặc, búi tóc cổ điển, dáng người thướt tha, tuổi thoạt nhìn không nhỏ, nhưng khuôn mặt bảo dưỡng trắng nõn tinh xảo, không thấy nếp nhăn người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ, mặc quần áo công trường nâu đậm, làn da ngăm đen, mặt đầy gió xương. cô gái trẻ tuổi mặc quần áo đua xe màu trắng, mặt trái xoan, da trắng mặt xinh, chân mày cất cao, anh khí bừng bừng, trong tay cầm theo một thanh trường đao màu đen. hai nhân viên khác cầm súng, khí chất cùng bề ngoài không có gì đặc sắc. nhìn thấy trương nguyên thanh từ trong bóng tối đi ra, vẻ mặt căng thẳng của lý đông trẻ cùng quan nhã rõ ràng buông lỏng, tựa như chút được gánh nặng. sau khi kết thúc hội nghị bọn họ liền nhận được điện thoại của Vương Thái, nói Nguyên Thủy ở Đại học Tùng Hải phát hiện u hướng vinh, đối phương bắt cóc từ doanh doanh ý đổ bất lương. Lý Đông chạy cùng quan nhã bị dọa giật mình, lập tức gọi mấy vị đội trưởng còn chưa giải tán, vội vàng chạy tới Đại học Tùng Hải. Lý Đông chạy dọc theo đường đi mặt căng thẳng, tâm tình nặng nề, chỉ sợ Nguyên Thủy đầu óc nóng lên, không quan tâm gì hết ra tay. Người mới sau khi trở thành linh cảnh hành giả, lần đầu cảm nhận lực lượng siêu phàm, thường thường sẽ trở nên bành trướng, lại thêm kinh nghiệm nông cạn, không biết nông cạn, dễ bốc đồng. Giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên Thanh bình yên vô sự, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Cậu ta chính là thần giả du kia, đại cơ bá tính tình vội vàng sao động đầu tiên là hỏi Lý Đông Trạch một câu, sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn nhìn quanh bãi đỗ xe trong lòng đất, giọng thô lỗ hỏi. Nhóc, u hướng vinh đâu, chạy đi bên nào rồi? Ở trong mắt hắn, mê hoặc chị yêu cấp 3 không phải một thần giả du cấp 1 có thể đối phó, hai bên sau khi giao thủ ngắn ngủi u hướng vinh e ngại linh cảnh hành giả chính phủ chạy tới vội vàng đào tẩu nếu u thời gian hướng vinh thoát đi không phải quá lâu lúc này nếu truy kích bằng vào năng lực truy tung của thám báo có lẽ có thể đuổi kịp lý đông trạch quan nhã còn có vài vị nhân vật cấp đội trưởng nhìn chằm chằm trương nguyên thanh chờ đợi hắn trả lời hắn chưa chạy trương nguyên thanh nói chưa chạy trong lòng mọi người dùng mình đều nâng lên họng súng ngạc nhiên lại cảnh giác nhìn chung quanh sau đó liền nghe tay mơ mới vừa vào làm này chỉ vào bóng tối phía sau nói, bị tôi xử lý rồi. Chương 79, che giấu 2. Hắn nói cái gì? Hỏa sư đại cơ bá thiếu chút nữa muốn ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình có phải thính lực xảy ra vấn đề hay không, hắn chợt nổi tính nóng, ồm ồm cả giận nói. Đừng nói dẫn với tôi, đây không phải trường hợp cậu khoe khoang hài hước. Đám người Lý Đông trẻ cũng ngẩn ra, tiếp đó nhíu mày, trong ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh có thêm vài phần cẩn thận. Anh hung dữ làm mẹ gì, không thể nói chuyện tử tế. Cái gã này sẽ không là người xích hỏa bang chứ?" Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn giải thích, "Tôi không nói dối, xác hắn ngay tại đuôi xe, không tin anh tự đi qua xem." Đại cơ bá quan sát bên đó một lần, cột nhô ra từ vách tường cùng thân xe hình thành bóng đen giao nhau, chỗ hắn không nhìn thấy tình huống trong góc. Lập tức muốn đi qua xem xét, "Chờ một chút, người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ đi lên phía trước, nhìn quét Trương Nguyên Thanh một lần nói với người thanh niên khôi ngô tôi đi xem. Đại cơ bá thấy đồng nghiệp vẻ mặt ngưng trọng, tựa như nhớ tới cái gì, cảnh giác nhìn nhìn Trương Nguyên Thanh, gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh chú ý tới vẻ mặt Lý Đông Trạch cùng quan nhã có chút kỳ quái, mà ánh mắt người khác thì mang theo đề phòng không che giấu. Lúc này, người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ, bước chân thong thả nhưng trầm ổn tới gần đuôi xe, sau đó, hắn sững sờ nhìn chầm chầm nơi nào đó, mở to hai mắt nhìn, tựa như bức tượng. Ông chủ đường, Đại cơ bá nhìn đồng bạn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, trong lòng dùng mình, cơ thịt thân trên trời tăng lên, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mấy đội trưởng bọn thanh đằng Bạch Long lập tức cảnh giác hẳn lên. Đường quốc cường bộ dáng này, cực kỳ giống bộ dáng khi gặp mê hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy đường quốc cường khôi phục lại, cúi người kéo ra một thi thể, kéo tới dưới đèn tự quang, kéo tới trong tầm mắt của mọi người. Thi thể này mặc quần rằn di rộng thùng thình, ba lỗ màu đen, áo khoác màu đen, Máu thịt trên mắt bè bét, hốc mắt trống rỗng, đường nét ngũ quan mơ hồ có thể phân biệt ra thân phận, quả thật là U Hướng Vinh. Bãi đỗ xe trong lòng đất lập tức yên tĩnh, mọi người sững sờ nhìn chằm chằm thi thể U Hướng Vinh. Vẻ mặt Lý Đông Trạch từ nghiêm túc từng chút một chuyển hóa thành ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Ô, oh, oh my god, oh my god." Quan Nhã nhìn nhìn thi thể, lại nhìn nhìn Trương Nguyên Thanh, sau đó nghĩ tới cái gì, như có chút suy nghĩ. Người phụ nữ đẹp mặc sườn xám tranh thủy mặc, đi giày cao gót bước nhanh đi tới cô đứng ở cạnh thi thể, sau khi cẩn thận đánh giá, mím môi nói. Quả thật là u hướng vinh, nói xong, cô có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Đại cơ bá trừng mắt tròn xoe, mở mồm nói cậu làm như thế nào. Ánh mắt mấy vị đội trưởng đều tập trung ở trên người Trương Nguyên Thanh, lặp đi lặp lại đánh giá, u hướng vinh thế mà bị một thằng nhóc cấp một xử lý, tuy người này bị thương nặng không ở đỉnh phong. Lần này đội hai lập công lớn rồi, Lý Đông trẻ gặp vận cứ chó gì vậy chiêu mộ được cấp dưới xuất sắc như thế, làm như thế nào, cái này không phải có giày là được sao. Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại, mà là nhìn về phía cấp trên của mình. Lý Đông Trạch lập tức tiến lên, ho khan một tiếng. Nguyên Thủy, làm tốt lắm, cậu lập công lớn rồi. Ngay tại vừa rồi, ở lúc cậu không liên hệ được chúng tôi, chúng tôi đang ở trong phòng hội nghị bị cấp trên mắng té tát. Lời này rời đi lực chú ý rất tốt, trên mặt mấy vị đội trưởng lộ ra nụ cười thoải mái, giống như dỡ xuống gánh nặng. Trương Nguyên Thanh liếc hắn, vậy mấy người vừa rồi vì sao lấy súng nhắm tôi? Mê hoặc chi yêu cảnh giới siêu phàm, có thể tạm thời ảnh hưởng tâm trí người ta, nếu cho bọn họ thời gian nhất định, lặp đi lặp lại mê hoặc, làm sâu sắc ảnh hưởng, có thể đạt tới hiệu quả thao túng mục tiêu. So với tin tưởng cậu giết U Hướng Vinh, chúng tôi cảm thấy khả năng cậu bị mê hoặc lớn hơn nữa. Cô gái trẻ tuổi mặc quần áo đua xe màu trắng cầm đao đi tới, đánh giá cao thấp Trương Nguyên Thanh, hài lòng gật đầu. Chúng tôi đều sai lầm rồi tự giới thiệu một phen, Bạch Long, thủy quỷ cấp 3. Vị nữ đội trưởng này hiên ngang vô cùng, ở trên người cô nhìn không thấy rụt rẻ cùng nhăn nhó của phụ nữ, nhìn qua tràn đầy thần khí, giống như ai cũng là em trai thối. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh nói, mấy vị đội trưởng ngẩn ra một phen, tên rất hay. Quả thật hay, vừa nghe đã khiến người ta nhịn không được muốn đánh hắn. Bạch Long cười nói, gọi cậu Nguyên Thủy đi, may mắn, chị vẫn cảm thấy giống cậu nam sinh tuổi này sẽ đặt một ít cái tên cổ quái. Ví dụ như, Trương Nguyên Thanh cười nhún vai, Bạch Long giật mình, không ngờ thằng nhóc này dễ quen như thế, thế mà còn hỏi lại mình. Theo lý thuyết, đối mặt cấp trên chiêu chọc, người bình thường không nên là khiêm tốn vài câu, hoặc là vẻ mặt câu nệ sao. Trương 80, che giấu 3, ví dụ như đại cơ bá, quan nhã cười mỉm đi đến, thay Bạch Long tiếp tục đề tài. Đại cơ bá, tôi đặt tên hàm nghĩa là bá đạo đích cơ nhục cơ bắp bá đạo tôi chính là ý tứ này nha. Quan nhã vẻ mặt hồn nhiên vô tà, đại cơ bá á khẩu. Khi nói chuyện, lại có vài linh cảnh hành giả chính phủ vội vàng chạy tới, trong tay nâng cáng cùng túi đựng xác. Bọn họ vừa nhận được điện thoại, nói hung thủ đã bị đánh ngục, liền vội vàng tới đây thu lại xác chết, thuận tiện cũng nâng từ doanh doanh ra ngoài, đưa đến bệnh viện cứu chữa. Lý Đông Trạch không chỉ hoãn nữa, nói, Nguyên Thủy, cậu theo chúng tôi về một chuyến, xem xem ký ức của U Hướng Vinh. Không, không thể để cậu ta làm, Đường Quốc Cường lắc đầu, u hướng vinh bị lực lượng tà ác ô nhiễm, chúng ta không xác định linh thể hắn có phải cũng gặp ô nhiễm hay không. Mặt khác, mê hoặc trị yêu khát máu tàn bạo, linh thể năng lượng tiêu cực mãnh liệt, cái này không phải cậu ta có thể thừa nhận. Viên đình buổi chiều sẽ quay về Tùng Hải, giao cho hắn là được. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới tình hình cắn nuốt linh thể trong bệnh viện, nhất thời kiêng kỵ một phen, nhưng lại nghĩ tình huống hắn đánh chết u hướng vinh nếu bị thần giả du khác nhìn thấy, dày khiêu vũ màu đỏ liền không giấu được, đương nhiên, cũng không phải nói một khi bại lộ, nhất định sẽ đưa tới tranh đoạt cùng mơ ước, nhưng nên hạ thấp vẫn là phải hạ thấp. Cái này không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách hóa giải thay cậu ta. Lý Đông chạch khoát tay, thái độ cường thế, nói. Ký ức của U hướng Vinh rất quan trọng, hỏi Linh càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể phán đoán Linh thể bị ô nhiễm, còn có thể giữ lại bao nhiêu ký ức. Đường Quốc Cường nghĩ ngợi chút, khẽ gật đầu hắn vẫn như cũng không đồng ý cách làm của lý đông trạch nhưng người là đội hai bọn họ giết có quyền xử trí lúc này người phụ nữ đẹp mặc sườn xám tiến lên thân thiết hỏi có bị thương hay không cần trị liệu không giọng điệu mềm mại thái độ nóng bỏng giống như trương nguyên thanh là tâm phúc của cô lý đông trạch cười giới thiệu vị này là đội trưởng thanh đằng bách hoa hội am hiểu trị liệu ở trong ngũ hành minh các mục yêu cũng được xưng là thuật sĩ hồi phục cậu có vết thương gì cứ nói với cô ấy thuật sĩ hồi phục, Trương Nguyên thanh thầm nhủ các người đám thuật sĩ hồi phục này đứng đắn hay không, sẽ bắt buộc người khác nắm lấy tương lai hay không. Lý Đông Trạch tiếp theo giới thiệu tráng hán khôi ngô cùng mũ thợ mỏ. Đại cơ bá của Sích Hỏa Bang, đường quốc cường của Trung Đình. Hai vị đội trưởng đều là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú. Quả nhiên là Sích Hỏa Bang, Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, chào hai vị đội trưởng, xin chiếu cố nhiều hơn. Đại cơ bá hài lòng gật đầu, muốn thêm bạn hay không, cái này có thể, Thanh Đằng cùng Bạch Long gật đầu đồng ý. Đường Quốc Cường không nói nhiều, nhưng dẫn đầu móc ra di động. Khóe miệng Lý Đông Trạch giật giật, chờ Trương Nguyên Thanh cùng mấy vị đội trưởng thêm bạn tốt, Lý Đông Trạch nói. Chúng ta đưa thi thể trở về trước, đội viên khác lưu lại, phối hợp nhân viên chị An dọn dẹp hiện trường. Nguyên Thủy, cậu ngồi xe của quan nhã về đơn vị, viết một phần báo cáo trình lên. Một lát sau, Linh Cảnh hành giả chính phủ lái một chiếc xe MPV cùng xe thể thao màu lam vào bãi đỗ xe trong lòng đất đội trưởng tôi có thể ngồi xe mpv của anh không trương nguyên thanh có chuyện muốn nói riêng với lý đông trạch ví dụ như bảo hắn cắt bỏ nội dung camera giám sát không được cậu bây giờ quá bẩn không đủ tao nhã lý đông trạch lắc đầu từ chối quay sang nhìn về phía mấy vị đội trưởng cùng nhau trở về đi trương nguyên thanh mở miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi cuối cùng bất đắc dĩ nhìn lý đông trạch cùng các đội trưởng ngồi xe mpv rời khỏi quan nhã sóng mắt lưu chuyển liếc hắn một cái cười nói đội trưởng đưa đám người vướng bận đi rồi, đi thôi, chị đưa cậu đi xóa camera giám sát. Trương Nguyên Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Xe thể thao màu lam chạy như bay ở con đường rộng rãi, quan nhã đeo kính dâm, cầm tay lái, trong miệng khẽ hát, tâm tình tựa như không tệ. Cô tặc lưỡi nói, tiểu tử cậu vận may thật tốt, vừa trở thành linh cảnh hành giả đã đạt được một món đạo cụ loại quy tắc. Cô cảm thấy mình vận may cũng không tệ, vừa thiếu công huân, công huân liền tới. Mọi người là sớm biết phải không? Trương Nguyên Thanh không chút xấu hổ, ngược lại nịnh hót thám báo không hổ là nghề nghiệp hoàn mỹ nhất. Làm người am hiểu xã giao, hắn có thể điều chỉnh tâm tính của mình rất tốt. Trước đó chỉ là suy đoán, ghi nhớ, quan sát là thiên phú của thám báo. Quan nhã cười nói, cậu có thể nghe hiểu ám chỉ của chị, giấu giếm đạo cụ loại quy tắc, nói rõ còn không tính là ngốc. Trương Nguyên Thanh lập tức nói bóng nói gió, tổ chức sẽ không bảo tôi nộp lên đạo cụ chứ. Trương 81, sự kiện lớn một sẽ không bắt buộc, nhưng nếu cậu tự nguyện nộp lên tổ chức cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận thưởng cho cậu công huân cùng tiền nhưng lòng người là phức tạp cậu một tên tay mơ tay cầm đạo cụ loại quy tắc truyền ra khẳng định sẽ đưa tới một ít người bí quá hóa liều quan nhã ân cần dạy đội trưởng có thể thay cậu giấu được nhất thời không giấu được một đời cậu có thể cân nhắc tìm một chỗ dựa cho mình ví dụ như cấp trên của cấp trên vị bách phu trưởng kia có thể bảo vệ tôi trương nguyên thanh thầm nhủ chị làm sao cam đoan cấp trên của cấp trên sẽ không thấy bảo bối mà hoa mắt